Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 115. Đương nhiên hắn cũng cho thú ngũ hành và con trồn đan dược, giúp thực lực của mọi người đều tăng. Còn hắn thì bắt đầu chính thức trấn thủ yêu y quán, dạy dỗ đệ tử yêu y quán. Hai tỷ muội Trác Mộc Ngọc Trân và Trác Mộc Ngọc Linh thuộc tộc chim gõ kiến và 100 đệ tử yêu y quán trúng tuyển, tất cả đều là đệ tử yêu tộc đến từ các tộc khác nhau. Lại qua nửa tháng nữa, Thanh Ngưu, Hùng Bất Nhị và Lục Yên Chi chính thức đánh chống Kỳ Lân khiêu chiến. Bọn họ tới núi chiến cổ khiêu chiến các yêu vương, lần này vô cùng rầm rộ. Đương nhiên Tử Hoàng cũng đi nhưng không vội ra tay. Theo lời dặn dò của Dương Bách Xuyên, Tử Hoàng là nhân vật then chốt, nếu có đại yêu lợi hại hoặc tứ đại yêu tôn xuất hiện thì Tử Hoàng mới ra mặt. Trận đầu thắng lợi, Thanh Ngưu, Hùng Bất Nhị, Lục Yên Chi đều khiêu chiến thành công. Ba người mang về ba tiểu yêu vương, đây là yêu cầu của Dương Bách Xuyên. Sau khi khiêu chiến thành công, phải mang các tiểu yêu vương thua trận về rồi cho uống nước sinh mệnh, như vậy mới coi như hoàn toàn kiểm soát bọn họ, sẽ có tác dụng lớn với hành động trong tương lai. Hiện giờ tên họ Dương nào đó chỉ còn 3 giọt nước sinh mệnh, mỗi một giọt nước sinh mệnh cần 9 ngày mới hồi lại giọt tiếp theo, tương đương một tháng mới hồi lại đủ 3 giọt. Vì vậy sang tháng thứ hai mấy người Thanh Ngưu mới khiêu chiến tiếp. Lần này Hùng Bất Nhị dứt khoát khiêu chiến 72 đại yêu vương, kết quả là kinh nghiệm chiến đấu và tu vi không bằng người ta nên thất bại. Mặc dù Hùng Bất Nhị là có tu vi tôn vương cấp trung, nhưng 72 đại yêu vương thấp nhất cũng là tôn vương trung cấp, tu vi cường đại thậm chí còn có tôn vương hậu kỳ. So với các đại yêu vương lâu năm, Hùng Bất Nhị vẫn kém một bậc. Tuy Hùng Bất Nhị thất bại, nhưng Tử Hoàng lại ra tay trấn áp đại yêu vương đánh bại Hùng Bất Nhị. Tử Hoàng bắt đầu con đường khiêu chiến, trong vòng 3 ngày nàng ta liên tiếp đè bẹp 36 đại yêu vương, gây chấn động cả dãy núi Vạn Yêu. Thanh Ngưu và Lục Yên Chi đều lựa chọn khiêu chiến tiểu yêu vương. So với mục tiêu khiêu chiến ít nhất 1/3 yêu vương mà Dương Bách Xuyên giao cho, có thể nói là bọn họ đã hoàn thành vượt mức. Khổ nỗi nước sinh mệnh có hạn. Dương Bách Xuyên bảo bọn họ thả chậm tiến độ, chọn yêu vương có khả năng thần phục và không dám phản kháng để khiêu chiến. Dù sao nước sinh mệnh cũng chỉ có chừng ấy, cứ từ từ tiến hành. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Bách Xuyên sử dụng nước sinh mệnh 2 lần, tổng cộng 9 đại yêu vương bị hắn khống chế hoàn toàn. Cộng thêm HO yêu vương và Linh Miêu vương, hiện tại đã có 11 yêu vương uống nước sinh mệnh. Bất kỳ yêu vương nào đã uống nước sinh mệnh, tu vi và huyết mạch đều tăng vọt. Trước mắt vẫn còn khoảng hơn 30 yêu vương chưa dùng nước sinh mệnh, chủ yếu là do nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên không đủ. Mặt khác, chớp mắt gian 3 tháng đã trôi qua, thời gian hẹn với Khổng Tước Vương đã tới. Tên họ Dương nào đó phải đến điểm hẹn. Đương nhiên việc khiêu chiến vẫn tiếp tục, chẳng qua Dương Bách Xuyên dặn dò bọn họ thả chậm tiến độ, cứ từ từ tiến hành. Dù sao mỗi tháng chỉ có 3 giọt nước sinh mệnh, tương đương một tháng có thể hoàn toàn khống chế 3 yêu vương. Về phần các yêu vương chưa uống nước sinh mệnh, thật ra trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng. Bởi vì ngoài mặt bọn họ đều tỏ ra thần phục, Dương Bách Xuyên cho bọn họ uống nước sinh mệnh để tăng thêm một tầng đảm bảo mà thôi, những yêu vương này có thể từ từ dùng nước sinh mệnh. Bây giờ Dương Bách Xuyên phải tới núi Khổng Tước thực hiện giao hẹn, hắn để Tử Hoàng ở lại trấn thủ yêu y quán, yêu cầu Thanh Ngưu, Hùng Bất Nhị và Lục Yên Chi tiếp tục khiêu chiến các yêu vương, chỉ cần cẩn thận chút là được. Đừng dẫn mấy đại yêu tôn ra. Nhưng theo phán đoán của Dương Bách Xuyên về tứ đại yêu tôn, Khổng Tước Vương sẽ không xuất sơn, 3 đại yêu tôn còn lại sẽ không ra ngoài. Lần này Tử Hoàng trấn áp khiêu chiến 36 đại yêu vương một lượt nhưng mấy đại yêu tôn không xuất hiện, vậy chắc hẳn tiếp theo bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Cho dù bọn họ ra mặt, có Tử Hoàng trấn ải thì không cần lo lắng. Về phần 102 đệ tử của yêu y quán, sau gần 3 tháng Dương Bách Xuyên đích thân chỉ dạy, về cơ bản bọn họ đã nhập môn y đạo, có thể giải quyết những vấn đề nhỏ. Trong đó người tốt nhất là 2 tỷ muội Trác Mộc Ngọc Trân và Trác Mộc Ngọc Linh. Cặp tỷ muội này vốn có thiên phú, hơn nữa Dương Bách Xuyên coi hai người họ là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, truyền thụ thần ma y điển, và hai người họ đã thể hiện thiên phú y đạo cường đại. Dương Bách Xuyên truyền dạy phương pháp nội tu của thần ma y điển, bọn họ học rất nhanh, không để hắn thất vọng. Quả thật ở mặt thiên phú y đạo, bọn họ có thiên phú cao hơn nhân tộc.
Dương Bách Xuyên biết cứ tiếp tục như vậy thì hai tỷ muội Trác Mộc Ngọc Trân và Trác Mộc Ngọc Linh sẽ trở thành trụ cột của Yêu Y Quán, cho dù hiện tại bọn họ mới chỉ biết bắt mạch. Đương nhiên 100 đệ tử được lựa chọn cẩn thận khác cũng không tệ, chỉ kém tỷ muội Trác Mộc một chút thôi. Tất cả đều là đệ tử yêu tộc có tu vi, tất nhiên năng lực học tập tiến bộ thần tốc. Tạm thời có thể thấy có những đệ tử này, Yêu Y Quán có thể tiếp tục hoạt động. Sau khi dặn dò xong, Dương Bách Xuyên một mình lên đường tới núi Khổng Tước. Vốn dĩ đám tử hoàng muốn đi cùng, nhưng Dương Bách Xuyên từ chối hết. Mặc dù hắn chỉ tiếp xúc với Khổng Tước Vương một thời gian ngắn, nhưng có thể nhìn ra Khổng Tước Vương là một đại yêu có tâm tư tinh tế, hắn dẫn theo nhiều người chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa, nếu là khảo nghiệm giữa hai bên thì không nên xen lẫn quá nhiều tâm tư phức tạp. Hắn dám đi tức là dám đánh cược. Cực Khổng Tước Vương vô cùng quan tâm tới vấn đề tăng cường huyết mạch. Thật ra Dương Bách Xuyên biết hôm ấy Khổng Tước Vương không từ chối hắn ngay tức là đã tiềm thức đã dao động rồi, đối phương hẹn hắn đến núi Khổng Tước là một tín hiệu, Dương Bách Xuyên đi chuyến này rất có lòng tin. Suy cho cùng, nếu Khổng Tước Vương gây khó dễ cho hắn, hắn đánh không lại, muốn chạy trốn thì Khổng Tước cũng chẳng giữ được hắn. Có sư phụ, chạy trốn không thành vấn đề. Chấm. Sau khi ra khỏi thành, Dương Bách Xuyên lấy pháp khí mà Chuột Vương đưa cho hắn ra, cắm xuống đất, sau đó thôi động chân khí. Tức thì hắn cảm nhận được từng luồng năng lượng từ pháp khí địa thính phát tán ra, truyền vào sâu trong lòng đất. Pháp khí địa thính này là pháp khí mà Chuột Vương đưa cho Dương Bách Xuyên để điều khiển tộc chuột ngũ hành, tương tự hổ phù điều binh. Quả nhiên một lát sau, mặt đất hơi rung lên, sau đó mặt đất tách ra, một cái hang hiện ra. Một con chuột lông màu xanh lá xuất hiện. Tiếp theo, ánh sáng màu xanh lá lóe lên, hóa thành một thanh niên tóc xanh, mặc trang phục màu xanh lá. Người này cung kính hành đại lễ với Dương Bách Xuyên, chuột ngũ hành lục mao tham kiến quốc sư đại nhân. Dương Bách Xuyên nhìn thanh niên tộc chuột ngũ hành tự xưng là lục mao, bỗng dưng muốn cười, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Là một tiểu yêu độ kiếp sơ kỳ, lông màu xanh lục. Hắn phất tay nói, miễn lễ. Ta muốn tới núi Khổng Tước, người dẫn đường cho ta. Tuân lệnh quốc sư, mời quốc sư đi theo tiểu yêu. Nói xong lục mao ra hiệu cho Dương Bách Xuyên tiến vào hang. Dương Bách Xuyên biết sự lợi hại của hệ thống đường lối dưới lòng đất, nó trải khắp khu vực dãy núi Vạn Yêu. Hắn chọn cách nhờ tộc chuột ngũ hành dẫn đường, thứ nhất là vì bản thân chưa từng tới núi Khổng Tước nên không biết đường, thứ hai là vì suy tính cho sự an toàn. Đi lại ở dãy núi Vạn Yêu mà không có hệ thống đường lối dưới lòng đất của tộc chuột ngũ hành thì không an toàn. Sau khi theo lục mao tiến vào hang, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi nói, báo cho chuột vương đến gặp ta. Vâng, tiểu yêu sẽ báo cho vương bệ hạ. Lục mao đáp lời, sau đó kêu chít chít một tràng vọng vào một cửa hang khác. Một lát sau, trong hang vang lên tiếng đáp lại chít chít. Quốc sư đại nhân, tiểu yêu đã thông báo cho vương rồi ạ. Chuột vương bệ hạ hồi âm nói chúng ta tập hợp ở chân núi Khổng Tước. Chuột lông xanh cung kính báo cáo. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn biết tộc chuột ngũ hành có cách truyền tin đặc biệt, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 10 hơi thở đã có hồi âm. Lại một lần nữa hắn cảm thán yêu tộc này đúng là chuyên gia tình báo trời sinh. Lần thứ hai tiến vào đường hầm của tộc chuột ngũ hành, Dương Bách Xuyên đã quen. Lần này hắn đi theo lục mao. Nửa tiếng sau đã tới chỗ một trận pháp truyền tống. Lục Mao nói, quốc sư đại nhân, chúng ta vào trận pháp truyền tống là có thể đến thẳng chân núi Khổng Tước, chuột vương bệ hạ đang ở đó đợi quốc sư đại nhân. Được, chúng ta đi thôi. Chấm. Sau khi sử dụng trận pháp truyền tống, Dương Bách Xuyên mở mắt ra. Hắn đã đến một không gian rộng như sân bóng rổ. Nơi này là một điểm truyền tống khác. Hắn vừa mới đứng vững. Trong tai đã vang lên từng tiếng hô vang dội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cung nghênh quốc sư. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu thì nhìn thấy chuột vương dẫn theo mấy trăm tộc nhân tộc chuột ngũ hành tiếp đón hắn, tất cả đồng thanh chào. Từ khí tức Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được có ít nhất 20 chuột yêu ngũ hành cấp bậc tôn vương, trong đó có 5 tôn vương cao cấp, 8 tôn vương trung cấp, 10 tôn vương sơ cấp. Còn lại là 500 chuột yêu ngũ hành tu vi độ kiếp. Cảnh tượng rất hoành tráng, Dương Bách Xuyên nghĩ chắc hẳn hầu hết nhân vật cấp cao của tộc chuột ngũ hành đã đến đông đủ.
Hắn còn tưởng chuột vương muốn tạo phản, mí mắt híp lại, hắn nheo mắt hỏi, chuột vương, người tạo dựng cảnh tượng hoành tráng như thế này làm gì thế? Chuột vương thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên là lạ, cũng biết là hắn đã hiểu lầm, bèn vội vàng nói chủ. Hửm, Dương Bách Xuyên trừng mắt, ngăn cản chuột vương gọi hắn là chủ nhân. Bởi vì dù sao trong tộc chuột khổng lồ, các chuột yêu ngũ hành khác đều không biết chuyện Dương Bách Xuyên đã thu phục chuột vương. Nếu chuột vương gọi hắn là chủ nhân trước mặt mọi người, ai mà biết được những chuột yêu cấp bậc tôn vương này sẽ nghĩ gì? Chuột vương tỉnh táo lại, vội vàng nói, quốc sư hiểu lầm rồi. Dứt lời chuột vương tiến lại gần hắn, nói nhỏ, quốc sư đừng hiểu lầm, ta nghe nói quốc sư muốn lên núi Khổng Tước một mình nên triệu tập nhân vật cấp cao của tộc ta đến hỗ trợ. Quốc sư không biết đấy thôi, mấy ngày nay ta mới vừa thu thập, nắm bắt được tin tức về tứ đại yêu tôn dãy núi Vạn Yêu. Thế lực của tứ đại yêu tôn không hề đơn giản, yêu tôn phía đông Độc Nhãn Giao Long là tôn vương đại viên mãn, yêu tôn phía nam Song Đầu Xà Thủy yêu vương, Khổng Tước vương phía tây, Huyết Sư vương phía bắc, sao huyệt của mỗi người đều có ít nhất 20 mấy thuộc hạ cấp bậc tôn vương, thực lực và thế lực không thể khinh thường. Chỉ nói riêng Khổng Tước vương, nghe nói nàng ta có một món chí bảo là cành ngô đồng của Phượng Hoàng. Đó là vật tế của Phượng Hoàng. Nếu bộc phát thực lực chân chính thì e là vượt xa tôn vương đại viên mãn. Còn có ba đại yêu tôn khác, mỗi người có một món chí bảo khác nhau. Ta sợ quốc sư chịu thiệt nên triệu tập các tộc nhân phân tán khắp nơi tập hợp ở đây để hỗ trợ cho chủ nhân. Sau khi chuột vương giải thích tin tức liên quan đến tứ đại yêu tôn mà lão ta đã điều tra được, Dương Bách Xuyên mới biết mình đã hiểu lầm, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Thật ra ngẫm lại thì thấy mình đã nghĩ nhiều. Mình đã nắm giữ sự sống chết của chuột vương không dám hài lòng một cách trắng trợn như vậy. Lúc này Dương Bách Xuyên mới đưa mắt nhìn đám chuột yêu cấp bậc tôn vương, được rồi, lần này ngươi có lòng. Các ngươi đến cũng tốt, nhưng không cần ra mặt, ta lên núi một mình là được rồi. Nếu có động tĩnh gì thì ta sẽ báo cho ngươi, đến lúc đó ngươi hãy dẫn người lên núi cứu giá. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn 23 đại chuột yêu cấp tôn vương, nhếch miệng cười nói. Sau này bớt thời gian dẫn hết chuột yêu cấp tôn vương của tộc chuột ngũ hành đến yêu y quán, bổn chủ nhân tạo hóa cho bọn họ, ha ha. Câu này của Dương Bách Xuyên khiến cả người chuột vương run lên, vẻ mặt bắt đầu co giật, nhưng không dám nổi giận, nhỏ giọng nói cần tuân mệnh lệnh của quốc sư. Chuột vương biết tạo hóa trong lời của chủ nhân Dương Bách Xuyên này chính là nước sinh mệnh. Lão ta biết một khi để đại chuột yêu của tộc chuột ngũ hành đều dùng nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên, thì chẳng khác nào sinh tử của cả tộc chuột ngũ hành đã hoàn toàn nằm trong tay của Dương Bách Xuyên. Lúc này, chuột vương có cảm giác bê đá đập chân mình, vốn muốn nịnh bợ, không ngờ cuối cùng ngược lại phải giao ra vận mệnh của cao tầng cả tộc chuột ngũ hành. Đúng thật là hối hận xanh ruột rồi. Nhưng nghĩ lại, chuột vương cũng biết điều này không có gì không tốt, dù sao vương của tộc chuột ngũ hành như lão ta, thậm chí bà cố thế hệ trước trùng sinh cũng đã thần phục Dương Bách Xuyên. Tộc nhân khác có thần phục hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là chuột vương biết nước sinh mệnh trong tay Dương Bách Xuyên đúng thật là chí bảo tối cao trong trời đất. Nó có thể thăng cấp huyết mạch, mặc dù lão ta bị Dương Bách Xuyên nhân thời cơ thu phục, nhưng huyết mạch đã thăng cấp thật. Lão ta vốn là bốn loại huyết mạch, nhưng từ lúc dùng nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên, huyết mạch trong người tiến hóa cuối cùng đã đạt đến năm loại huyết mạch, trở thành chuột vương ngũ hành danh xứng với thực. Cho nên chuột vương cũng đã nghĩ thông suốt, bất cứ sự vật nào cũng có chính phản, âm dương, lợi và hại. Ngoài mặt, mặc dù cao tầng tộc chuột ngũ hành đều sẽ bị Dương Bách Xuyên nắm giữ sinh tử, nhưng ngược lại huyết mạch của bọn họ đều đã tiến hóa, có hy vọng tiến hóa thành huyết mạch ngũ hành chân chính. Đây là sự kỳ vọng cả tộc chuột ngũ hành mong đợi hơn ngàn vạn năm, đến bây giờ huyết mạch của tộc chuột ngũ hành bọn họ bị thụt lùi tới mức sắp diệt tộc rồi. Lời hôm đó lão ta nói khi mời Dương Bách Xuyên đến tộc chuột ngũ hành khám bệnh thực ra đều là thật, huyết mạch ngũ hành của tộc ngũ hành đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Đây cũng là nguyên nhân chuột vương mạo hiểm tiến vào cấm địa của tộc chuột ngũ hành. Bây giờ, mặc dù chuột vương như lão ta bị Dương Bách Xuyên nắm trong tay, nhưng lại đạt được mục đích tiến hóa huyết mạch, đạt được điều mong muốn. Chuột vương hiểu nếu như không có Dương Bách Xuyên, thì không biết lão ta sẽ thế nào. Nhưng bây giờ, chuột vương lại biết sự tiến hóa của huyết mạch ngũ hành đã ảnh hưởng đến vận mệnh huyết mạch của tộc chuột ngũ hành. Dương Bách Xuyên híp mắt đề nghị lão ta dẫn cao tầng của tộc chuột ngũ hành đến yêu y quán,
thực ra là hắn muốn khống chế. Nhưng ngược lại, lời nói của Dương Bách Xuyên chính là mệnh lệnh đối với lão ta không dám không nghe theo. Từ sự phản kháng lúc đầu đến khi suy nghĩ lại, trong lòng Chuột Vương cũng bắt đầu cởi mở, theo lão ta nghĩ không dám làm trái mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên, cũng tức là để huyết mạch tộc Chuột Ngũ Hành tăng mạnh. Dương Bách Xuyên nắm giữ sinh tử thì cứ nắm giữ đi, chỉ cần bọn họ không hài lòng thì chẳng sao. Chuột Vương hiểu chủ nhân Dương Bách Xuyên này, thực ra con người hắn rất tốt. Thế nên còn không bằng vui vẻ tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Chuột Vương mỉm cười, nói cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân, thuộc hạ nhất định sẽ dẫn bọn họ đến Yêu Y Quán trình diện. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện ngươi lo lắng. Tất nhiên Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra sự thay đổi vừa rồi trên mặt Chuột Vương. Hắn vừa dứt lời, mặt già của Chuột Vương đỏ lên, ho khan hai tiếng. Được rồi, đưa ra ngoài đi, các ngươi lại chờ đợi tiếp, không có mệnh lệnh của ta thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, xin chủ nhân yên tâm, thuộc hạ ở đây đợi lệnh bất cứ lúc nào. Chấm. Chỗ bọn họ xuất hiện là ở lòng đất dưới chân núi Khổng Tước. Chuột Vương đích thân mở đường đưa Dương Bách Xuyên lên mặt đất, sau đó bước ra từ một động cổ thụ lớn. Ngẩng đầu nhìn ra thì có một ngọn núi lớn xuất hiện trong tầm mắt, Dương Bách Xuyên biết ngọn núi này chính là núi Khổng Tước, hắn bắt đầu đi lên núi. Phong cảnh núi Khổng Tước rất hấp dẫn, xanh tươi tốt, từng ngọn núi san sát. Vừa lên núi đã có một linh điểu năm màu sặc sỡ bay xuống từ trên một tàng cây, nàng ta biến thành cô gái trẻ tuổi. Đáp ở trước mặt Dương Bách Xuyên, nói, nơi này là núi Khổng Tước, người đến là tiểu yêu nơi nào. Dương Bách Xuyên biết địa bàn của một đại yêu tôn tất nhiên sẽ không kiểm tra lỏng lẻo, hắn lật tay lấy ra lông đuôi Khổng Tước lúc đầu được Khổng Tước Vương tặng, nói, Dương Bách Xuyên của Yêu Y Quán Vân Môn Thành Vạn Yêu đến như đã hẹn. Lông đuôi Khổng Tước trong tay chính là tín vật, linh điểu là thủ hạ của Khổng Tước Vương, thấy vậy cô gái trẻ tuổi chớp mắt nói, thì ra là tiểu yêu y. Tôn thượng nhà ta đã đợi từ lâu, ta tên là Bách Linh, tiểu yêu y hãy đi theo ta. Làm phiền rồi, Dương Bách Xuyên chắp tay, lúc này mới biết đối phương là Bách Linh Điểu. Dọc đường đi theo Bách Linh, mặc dù trải qua từng tầng kiểm tra, nhưng hắn có lông đuôi Khổng Tước trong tay nên đều không gặp trở ngại. Lúc đến đây, Dương Bách Xuyên phát hiện cả núi Khổng Tước hoàn toàn là một nơi tụ tập phi cầm, đương nhiên đa số là các yêu cầm loài chim. Rất ít phi cầm cỡ lớn. Vừa đi vừa nói chuyện với Bách Linh, Dương Bách Xuyên biết được tộc Khổng Tước không hề nhiều, đa số yêu cầm loài chim đều là thần phục Khổng Tước Vương. Đợi lúc lên núi Khổng Tước thấy đủ các loại yêu tu linh điểu đếm không xuể, khiến Dương Bách Xuyên không khỏi nhớ đến tiểu phượng hoàng Dương San Hồng, chim thần năm đó hắn đích thân ấp nở ra. Trong lòng hắn nghĩ nếu như tiểu phượng hoàng ở bên cạnh, có thể yêu tu loài chim ở đây bao gồm cả tộc Khổng Tước đều sẽ phải thần phục. Nhắc đến đúng là hơi nhớ Tiểu Phượng Hoàng, ban đầu lúc hắn đến Thái Hoang đã để Tiểu Phượng Hoàng và Hầu Đậu Đậu ở lại tinh thần môn, từ lúc hắn rời khỏi tinh thần môn đến nay chớp mắt cũng được mấy chục năm, không biết Tiểu Phượng Hoàng và Hầu Đậu Đậu thế nào rồi. Còn có những người thân ở Sơn Hải giới kia, không biết bọn họ có đến tu chân giới không? Mặc dù đã sắp xếp Ngô Mặc Thu tiếp ứng, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc bọn họ có đến hay không. Tu chân không có năm tháng. Hắn thật sự nhớ bạn bè, người thân rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Bách Xuyên hạ quyết tâm nhất định phải tăng tốc kế hoạch dãy núi Vạn Yêu và chuyến đi của Thái Hoang. Hắn muốn trở về thăm bạn bè người thân kia, trở về thăm ba mẹ con cái của hắn. Chuyến này đến núi Khổng Tước sẽ là một vòng quan trọng trong kế hoạch dãy núi Vạn Yêu của hắn. Nếu như chuyến này thuận lợi, có thể xử lý được Khổng Tước Vương, vậy thì hắn sẽ trực tiếp phát động bước thu phục các yêu vương của dãy núi Vạn Yêu. Có Khổng Tước Vương, hắn sẽ trực tiếp nghiền áp qua ba đại yêu tôn khác, thần phục thì tốt, không phục thì trấn áp, dù sao hắn vẫn còn Tử Hoàng và Chuột Vương, coi như không có vấn đề gì về sức mạnh. Còn tiểu yêu vương khác, thời gian này hắn thấy đám thanh nghiêu đã thu phục được tạm tạm rồi. Khổng Tước Vương chính là một vòng then chốt trong kế hoạch của hắn. Bởi vì Khổng Tước Vương là một trong tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu. Thu phục Khổng Tước Vương thì sẽ dễ xử lý ba đại yêu tôn khác. Chấm. Dương Bách Xuyên vốn cho rằng hang ổ của Khổng Tước Vương sẽ là tòa cung điện, nhưng không ngờ lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đi theo sau Bách Linh hai canh giờ,
trong tầm mắt đã xuất hiện một vùng cây ngô đồng rộng lớn, theo lời Bách Linh Điểu nói thì đây là ngô đồng nhỏ, cây ngô đồng thật sự đã biến mất sau khi chim thần Phượng Hoàng biến mất. Sau khi tiến vào rừng cây ngô đồng, Dương Bách Xuyên mới phát hiện cảnh vật ngoạn mục. Thay vì nói là một rừng cây ngô đồng, còn không bằng nói là một lâu đài cây ngô đồng. Cũng khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi, đưa mắt nhìn rừng cây ngô đồng mênh mông, một lâu đài hoàn toàn được đan bện bằng cây ngô đồng nhỏ. Từng căn phòng, hàng ổ, hốc cây v.v. được dựng lên, hơn nữa diện tích đều không nhỏ, không thua gì kiến trúc của thành Vạn Yêu. Mỗi cây ngô đồng nhỏ đều là cây to chọc trời, trông có vẻ là dùng pháp lực để tạo ra lâu đài trên cây. Sau khi bước vào trong, tai Dương Bách Xuyên nghe thấy đủ loại tiếng chim hót, giống như từng âm thanh tự nhiên. Nơi này giống như một thiên đường của loài chim, ngẫu nhiên đảo mắt nhìn đã thấy hơn trăm yêu tu loài chim, có con dùng bản thể chiếm cứ tàng cây, có con nửa người nửa chim, có con là hình người hoàn chỉnh. Dương Bách Xuyên đi phía sau Bách Linh Điểu, leo lên một cây ngô đồng đường kính 3 mét, nghiêng 20 độ, đi thẳng tới một cung điện trên cây khổng lồ. Bách Linh Điểu nói, trước mặt tiểu yêu y chính là điện khổng tước, tôn thượng nhà ta đang đợi ngươi, đi theo ta. Dương Bách Xuyên đi theo sau Bách Linh Điểu, xuyên qua nhánh cây khổng lồ, không ngừng leo lên, đi thẳng vào trong mây. Sau một canh giờ, hắn thầm tính trong lòng đi được hơn mấy vạn mét cuối cùng mới thấy một cung điện như ẩn như hiện trong mây mù. Đó là một cung điện hoàn toàn đan bện bằng cây ngô đồng tự nhiên to lớn, điện khổng tước. Cành cây khổng lồ chính là đường lớn, kéo dài đến điện khổng tước nằm trên ngọn cây trong mây mù. Trong nháy mắt bước vào điện khổng tước, Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được có ít nhất 8 khí tức mạnh mẽ rơi trên người hắn, mỗi một người đều là tôn vương hậu kỳ. 8, 9 khí tức mạnh mẽ quét qua người Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết đây là địa bàn của Khổng Tước Vương, hắn đến như đã hẹn, chứ không đến để đánh nhau chém giết, Khổng Tước Vương cũng không cần chống đối hắn. Những khí tức này đều là tôn vương hậu kỳ, bỗng chốc xuất hiện 8, 9 khí tức, vậy coi như là thế lực mạnh nhất Dương Bách Xuyên từng gặp rồi, trong lòng hắn cũng ngạc nhiên cảm thán sự bất phàm của tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu. Nhìn thoáng qua đã biết cả sự vật, thế lực của Khổng Tước Vương như vậy, ba đại yêu khác cũng sẽ không ngoại lệ. Cũng may hắn không vội chống đối tứ đại yêu tôn, nếu không chịu thiệt chắc chính là hắn. Nói là cung điện, thực ra chỉ là một không gian dùng cành cây tạo thành. Sau khi bước vào trông rất rộng, cỡ tầm mấy trăm mét vuông. Khởi bẩm tôn thượng, yêu dị thành Vạn Yêu đến như đã hẹn. Bách Linh khom người nói. Lúc này đánh giá xung quanh, Dương Bách Xuyên mới phát hiện Khổng Tước Vương đội mũ phượng ở trên vương tọa trong đại điện. Hai bên trái phải của đại điện đều là từng đại yêu hình người, có tới hơn trăm người, đương nhiên trong đó có 9 khí tức mạnh mẽ nhất, chắc là người lúc trước liếc nhìn hắn. Có nam có nữ, có già có trẻ. Ngươi không khiến bổn tôn thất vọng. Đây là câu đầu tiên Khổng Tước Vương nói. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, ôm quyền nói với Khổng Tước Vương, tước nhi cô nương nói gì vậy, ta đường đường là nam yêu, lời nói chắc như đinh, sao có thể nói lời không giữ lời. To gan, láo xược. Dương Bách Xuyên dứt lời, trong đại điện lập tức vang lên từng tiếng giống giận. Trong mắt những đại yêu ở điện Khổng Tước này, Dương Bách Xuyên không xưng hô Khổng Tước Vương. Lại dùng giọng điệu mờ ám gọi Khổng Tước Vương là tước nhi cô nương, thật sự rất láo xược, từng người trở nên tức giận khiển trách Dương Bách Xuyên. Nhưng nếu Dương Bách Xuyên đã dám đến điện Khổng Tước này, thì hắn sẽ không sợ những thuộc hạ của Khổng Tước Vương, hơn nữa xưng hô tước nhi là ban đầu chính miệng Khổng Tước Vương nói với hắn. Lúc này chỉ thấy Khổng Tước Vương vung tay nói, không sao, chỉ là cách xưng hô thôi, các ngươi không cần như vậy, yêu y từ xa đến là khách, các ngươi không được vô lễ. Dứt lời, nàng ta lại nói, người đâu, ban tọa cho yêu y. Khổng Tước Vương vừa lên tiếng, từng yêu trong đại điện đều trở nên yên tĩnh. Dương Bách Xuyên nhìn ra được, Khổng Tước Vương rất có uy tín trước mặt những thủ hạ này, dù sao hắn cũng không quá để ý. Sau đó có tiểu yêu mời Dương Bách Xuyên vào chỗ ngồi, trên bàn bày hoa quả v.v. Sau khi ngồi xuống, trong đại điện có nữ yêu nhảy múa tấu nhạc, giống như bắt đầu một bữa tiệc tối. Khổng Tước Vương ngồi ở vương tọa trên cao có thị nữ hầu hạ, chúng yêu ngồi ở hai bên bắt đầu thưởng thức nữ yêu nhảy múa ở trung tâm. Gì? Dương Bách Xuyên hơi không hiểu Khổng Tước Vương có ý. Nếu hắn đã đến như đã hẹn, tại sao lại không hề nhắc đến chuyện tiến hóa huyết mạch?
ngược lại còn để hắn thưởng thức vũ đạo của yêu tộc. Mặc dù không hiểu Khổng Tước Vương có ý gì, nhưng Dương Bách Xuyên cũng sẽ không sốt ruột, dù sao hắn biết người sốt ruột thăng cấp huyết mạch và đột phá bình cảnh là Khổng Tước Vương, chứ không phải Dương Bách Xuyên hắn. Bây giờ thấy Khổng Tước Vương không hề có ý muốn nói, Dương Bách Xuyên nghĩ chắc là muốn đánh đòn tâm lý với hắn. Nếu đã như vậy, thì hắn chẳng sao cả. Thời gian tiếp theo, Dương Bách Xuyên chỉ uống rượu ăn linh quả, thưởng thức vũ đạo yêu tộc, hắn biết càng phải tỏ ra không quan trọng mới đúng. Dù sao ý đồ hắn đến đã nói rõ với Khổng Tước Vương là hắn đến như lời hẹn, nếu Khổng Tước Vương đã không vội, muốn chơi đánh đòn tâm lý với hắn, vậy thì cứ tới đi. Mà khỏi nói vũ đạo yêu tộc rất đẹp, mặc dù Dương Mỗ không hiểu mặt nghệ thuật, nhưng mắt thấy cái đẹp vẫn sẽ xem. Rượu ngon và các loại linh quả bầy đầy trên bàn, Dương Mỗ thoải mái vừa ăn vừa uống, Khổng Tước Vương không nói, hắn càng sẽ không, xem trong lòng ai tốt hơn. Tính thời gian đã trôi qua nửa ngày, nữ yêu vẫn tiếp tục múa trong đại điện, Dương Bách Xuyên tiếp tục vừa ăn vừa uống, hoàn toàn hóa thân thành một kẻ ham ăn. Chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày, thực ra Dương Bách Xuyên phát hiện ngoài Khổng Tước Vương, yêu tu khác trong đại điện đều nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên lúc ánh mắt hắn nhìn lại thì từng người đều né tránh. Chỉ có Khổng Tước Vương từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm nữ yêu nhảy múa ở trung tâm đại điện. Càng như vậy, Dương Bách Xuyên càng biết thực ra nàng ta đang chơi tâm cơ với hắn. Hắn càng không quan tâm hơn, có rượu ngon, có linh quả ăn, có nữ yêu sắc đẹp không tệ nhảy múa, hắn là một nam nhân, còn có cuộc sống gì có thể tốt hơn như vậy. Dương Mỗ rất hài lòng. Thế nhưng 3 ngày sau, Dương Mỗ thì thỏa mãn, nhưng Khổng Tước Vương lại biết kế hoạch công tâm của nàng ta đã thất bại. Thực ra từ 3 tháng trước, sau khi tách ra với Dương Bách Xuyên, nàng ta đã có quyết định, hoặc nói là sau hôm Dương Bách Xuyên bảo có thể thăng cấp huyết mạch, nàng ta đã đưa ra quyết định rồi. Quyết định hợp tác với Dương Bách Xuyên, nàng ta bảo vệ Dương Bách Xuyên, còn Dương Bách Xuyên giúp nàng ta thăng cấp huyết mạch. Thời gian hẹn 3 tháng, cũng là để bản thân Khổng Tước Vương có thời gian suy nghĩ. Trong 3 tháng này, thực ra nàng ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu Dương Bách Xuyên đã dám thề với thiên đạo hắn có cách thăng cấp huyết mạch, thì chắc chắn là có thể, hơn nữa trong lòng Khổng Tước Vương hiểu nàng ta không có lựa chọn, chỉ có thể chọn tin Dương Bách Xuyên. 3 ngày trước, nàng ta vốn còn đang lo vấn đề liệu Dương Bách Xuyên có đến không, kết quả Dương Bách Xuyên đã đến rồi. Từ lúc Dương Bách Xuyên bước vào điện Khổng Tước Vương đã biết lựa chọn nàng ta đưa ra càng kiên định hơn. Nhưng 3 tháng trước Dương Bách Xuyên từng nói là quan hệ hợp tác, hắn giúp nàng ta thăng cấp huyết mạch, nàng ta giúp hắn có được bảo tàng của tộc Thanh Ngưu, bảo vệ hắn ở dãy núi Vạn Yêu. Như vậy trong lòng Khổng Tước Vương nghĩ thực ra hợp tác là không có tính công bằng tuyệt đối, phải xem ai chiếm lợi ích lớn hơn, còn lợi ích lớn nhỏ trước giờ luôn nảy sinh trong lúc đàm phán. Lần này Dương Bách Xuyên có thể đến, chính là lần đàm phán cuối cùng. Để nắm quyền chủ động tuyệt đối trong tay mình. Khổng Tước Vương mới gạt Dương Bách Xuyên sang một bên, không hề nhắc đến giao ước giữa hai người, chính là muốn Dương Bách Xuyên chủ động lên tiếng, chỉ cần Dương Bách Xuyên chủ động nói với nàng ta, vậy thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương không ngờ Dương Bách Xuyên hoàn toàn biến thân thành kẻ ham ăn, cũng không hề nhắc tới, chỉ biết ăn uống, xem các nữ yêu nhảy múa, còn xem rất say mê. Điều này khiến trong lòng Khổng Tước Vương rất ngứa răng, tiểu hồ ly này, xem thường ngươi rồi. Khổng Tước Vương biết tiếp tục kéo dài như vậy không còn ý nghĩa nữa, nàng ta híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên phàm ăn tục uống, nhỏ giọng tự nói, nên tiến hành kế hoạch thứ hai. Rồi, vê kép, nghĩ đến đây, nàng ta đưa mắt nhìn thị nữ ở bên cạnh, thị. Nữ hiểu ý vỗ tay, bộp bộp bộp, âm nhạc và vũ đạo lập tức dừng lại. Lúc này, Khổng Tước Vương nói, hôm nay kết thúc ở đây thôi, các ngươi lui xuống. Tiếng nói bình thản lại vô cùng uy nghiêm, chúng yêu hai bên trái phải trong đại điện lập tức hóa thân thành bản thể hoặc lưu quang, im hơi lặng tiếng bay lên, trực tiếp bay ra từ phía trên đại điện. Điện Khổng Tước là kiểu lộ thiên, trong chốc lát chúng yêu đều bay vào trong mây mù, biến mất sạch sẽ. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cười thầm nói, cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao. Hắn lại ngồi yên tại chỗ không cử động, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Khổng Tước Vương. Hắn biết bây giờ Khổng Tước Vương có lời muốn nói rồi. Quả nhiên, Khổng Tước Vương vung tay để thị nữ bên trái phải đều lui ra, cả đại điện chỉ còn lại 2 bọn họ. Lúc này, Khổng Tước Vương nhìn Dương Bách Xuyên,
chậm rãi nói, Dương Bách Xuyên, bổn tôn cũng không muốn vòng vo nữa, ngươi có thể đến đây, chứng tỏ quả thật ngươi là người tuân thủ lời hứa, 3 tháng này bổn tôn cũng nghĩ kỹ rồi. Quyết định hợp tác với ngươi, nhưng mà trước khi chúng ta hợp tác, ngươi vẫn phải đồng ý với bổn tôn một chuyện, nếu đồng ý thì hôm nay chúng ta sẽ chính thức kết minh, ngươi thấy thế nào? Nghe Khổng Tước Vương nói, Dương Bách Xuyên biết Khổng Tước Vương vẫn không dám tin tưởng, điều kiện này mới là thử thách chân chính, nếu như hắn đồng ý hoặc làm được điều kiện này, như vậy nàng ta mới hoàn toàn yên tâm với hắn. Đến cũng đến rồi, hắn đã chuẩn bị hết tất cả. Hắn mỉm cười nhìn Khổng Tước Vương, nói Tước Nhi cô nương cứ việc nói ra, chỉ cần Dương Mỗ có thể làm được, thì nhất định sẽ đồng ý. Khổng Tước Vương nhìn Dương Bách Xuyên chằm chằm, nói, đơn giản, ta có tộc muội tên là Hỷ Thước, không phải ngươi nói có thể thăng cấp huyết mạch à? Vậy yêu cầu của bổn tôn chính là ngươi thăng cấp huyết mạch cho tộc muội Hỷ Thước của ta trước, sau đó giao ước giữa ngươi và ta mới có thể tiếp tục, ngươi có đồng ý không? Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ Khổng Tước Vương lại dùng chiêu này, nghĩ lại mặc dù điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Khổng Tước Vương cũng là một tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu, đại yêu sống hơn 1000 vạn năm, nàng ta làm như vậy vẫn là không tin tưởng hắn, muốn thăm dò lần cuối cùng. Không phủ nhận thăm dò này đã nói trúng tim đen, nếu thủ đoạn của hắn có vấn đề, đến lúc đó chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng mà... Nước sinh mệnh vừa hay không có bất cứ tác dụng phụ gì, là thật sự có thể thăng cấp lực huyết mạch, nhưng quả thật lại có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn nắm giữ sinh tử của đối phương. Có điều Dương Bách Xuyên cũng đắc ý, may là nằm giữ sinh tử, cho dù Khổng Tước Vương để yêu tu thế nào đến thử thách hắn, chỉ cần uống nước sinh mệnh, thì đều là người của Dương Bách Xuyên hắn, đến lúc đó vô gian đạo do một tay hắn thao túng. Hoàn toàn không phải vấn đề. Hắn biết ý đồ của Khổng Tước Vương chính là đẩy một yêu tu tâm phúc ra để hắn thăng cấp huyết mạch, nếu như thủ đoạn của hắn có vấn đề, đến lúc đó nàng ta sẽ trở mặt, nếu như không có vấn đề thì mới chính thức hợp tác. Trong lòng hắn buồn cười, lần này phải để Khổng Tước Vương mất cả trì lẫn trải mới được. Thế nào, ngươi không chịu, hay là có tâm tư gì? Ngay lúc Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ trong đầu, Khổng Tước Vương híp mắt, giọng điệu hơi lạnh lẽo hỏi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nói, không không không, Tước Nhi cô nương hiểu nhầm rồi. Mặc dù ta là nhân tộc, nhưng nói chuyện làm việc đều có quy tắc, nếu đã dám một mình đến núi Khổng Tước của ngươi, thì tất nhiên là có thành ý đầy đủ mới đến. Tuy cách làm như vậy của ngươi vẫn là không tin tưởng ta, nhưng... Ta hiểu, được, ta đồng ý thăng cấp huyết mạch cho tộc muội của ngươi trước. Vừa rồi suy nghĩ chỉ là đang nghĩ tất cả thủ đoạn và thiên tài địa bảo của ta thật sự đều là vật vô cùng quý giá giữa trời đất, nếu tùy tiện sử dụng cho tiểu yêu nào đó thì thật sự rất lãng phí, dùng một phần cũng là ít một phần, ta thấy hơi tiếc thôi. Có điều, để gia tăng sự tín nhiệm giữa chúng ta, để Khổng Tước Vương ngươi tin tưởng ta sẽ làm chuyện này. Nhưng, lời không hay Dương Mỗ phải nói trước, chỉ một lần này, còn có lần sau. Hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt, hy vọng Khổng Tước Vương hiểu. Nói đến cuối cùng, Dương Bách Xuyên cũng hơi cương quyết, hắn biết lúc này nên cứng thì vẫn phải cứng, nếu không Khổng Tước Vương thử xong lại bắt hắn thăng cấp huyết mạch cho yêu quái khác, vậy chẳng phải mãi không có hồi kết à. Nghe giọng điệu cứng rắn của Dương Bách Xuyên, trong lòng Khổng Tước Vương lại yên tâm hơn, vẻ mặt tươi cười nói, ngươi yên tâm, chỉ có lần này, hơn nữa tộc muội kia của ta cũng là con cưng của trời, xinh đẹp động lòng người. Thực lực cũng là tôn vương hậu kỳ, sẽ không khiến ngươi khó xử. Được rồi, nếu ngươi đã đồng ý, vậy dễ xử lý rồi. Đến hậu điện đi, tộc muội Hỷ Thước của ta đang chờ ngươi ở hậu điện, nếu như ngươi thăng cấp huyết mạch của muội ấy, bổn tôn cũng sẽ uống máu ăn thề, vĩnh viễn không nuốt lời. Dứt lời, Khổng Tước Vương vung tay, một thị nữ xuất hiện, bước tới cạnh Dương Bách Xuyên, ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đến nội điện với nàng ta. Dương Bách Xuyên không lằng nhằng, không phải chỉ tốn thêm một giọt nước sinh mệnh thôi à. Đối với hắn là chuyện nhỏ, chủ yếu chuyện này thành công, Khổng Tước Vương mới hoàn toàn yên tâm. Hắn đứng dậy đi theo thị nữ đến hậu điện, lẩm bẩm trong lòng, hay cho Khổng Tước nhỏ nhà ngươi, ngươi đợi đấy cho tiểu gia, đợi tiểu gia thu phục được ngươi xem tiểu gia tét mông ngươi thế nào. Trong lòng Dương Mỗ tự sướng, đi theo thị nữ bước vào hậu điện, đến trước cành cây thô to, thị nữ đẩy mở một cánh cửa, khom người nói với Dương Bách Xuyên. Mời yêu y vào trong, Hỷ Thước đại nhân đang ở bên trong. Làm phiền rồi, Dương Bách Xuyên khách sáo nói với thị nữ,
rồi bước vào trong cánh cửa hơi u ám. Sau khi hắn bước vào, cửa lớn lại bị thị nữ đóng lại, nhưng Dương Bách Xuyên không để ý, đánh giá cả không gian, phát hiện cả không gian không rộng lắm, chắc là trong động cây khổng lồ, trông chỉ khoảng 50-60 mét vuông. Bàn ghế mọi thứ đầy đủ, có màn che màu hồng, trong mũi cũng ngửi thấy mùi hương kỳ dị thoang thoảng, rất thơm. Không biết có phải vì ở trong động cây hay không, Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi ngột ngạt. Y sư đại nhân có cần uống nước không? Một giọng nói mềm mại truyền ra từ sau màn tre. Dương Bách Xuyên chợt quay đầu tiến về phía trước, nhưng sau khi thấy phía sau màn tre là một cái giường lớn đàn bằng lông vũ màu trắng, cạnh giường là một nữ tử xinh đẹp nửa nằm, hai chân như ẩn như hiện trong đống lông vũ dày. Tình huống gì thế này? Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh tượng ướt át như vậy thì ngơ luôn, không phải đã nói để hắn tiến hóa huyết mạch cho hỷ thước tộc muội của Khổng Tước Vương trước hay sao? Nhưng, đây là, nữ tử chỉ quấn một tấm vải thưa đang nằm trên chiếc giường lông vũ trắng muốt kia là như thế nào? Dương Bách Xuyên vừa bước vào đã cảm thấy ngột ngạt, hơn nữa không gian màu hồng nhạt ảm đạm, trong không khí tản ra mùi thơm nhàn nhạt mê người, lúc này nhìn thấy đôi chân dài kia. Ầm một tiếng, hắn cảm giác mạch máu bên trong cơ thể như đang căng ra. Miệng lưỡi đắng khô, nữ tử đang nằm trên giường lông trắng muốt kia rất xinh đẹp, trên người hình như chỉ quấn một tấm vải màu hồng, ngoại trừ đôi chân dài kia, những nơi khác đều như ẩn như hiện, đúng là không chịu nổi. Nhưng đôi mắt của Dương Bách Xuyên không hề rời đi. Hắn không ngừng nuốt nước bọt. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cứ qua xem thử rồi tính, thân hình bốc lửa như vậy, không nhìn sẽ bị trời phạt, hắn là tu chân giả bằng xương bằng thịt, đâu phải thánh nhân không nhiễm khói lửa nhân gian. Y sư, tới đây. Lúc này, người đẹp trên chiếc giường lông vũ lên tiếng. Thần kinh Dương Bách Xuyên chấn động, hắn cảm giác mạch máu của mình sắp nổ tung, khoảng cách tới chiếc giường lông vũ chỉ còn 8-9 mét, Dương Bách Xuyên không tự chủ được tiến về phía trước. Lúc này, trong lòng Hỷ Thước vô cùng phức tạp. Nàng biết vị y sư Dương Bách Xuyên kia qua đây có nghĩa là gì. Thân là đại yêu đắc lực của Khổng Tước Vương, thậm chí có thể nói nàng cùng Khổng Tước Vương trưởng thành, nhưng dù sao thì vẫn là thuộc hạ cấp dưới, Vương đã có lệnh, không thể không nghe theo. Khổng Tước Vương đã nói cho nàng biết tất cả về nhân loại Dương Bách Xuyên này, mà cảnh tượng ngày hôm nay cũng là do Khổng Tước Vương sắp xếp. Loài người không đáng tin cậy, Hỷ Thước biết Khổng Tước Vương cẩn trọng, để nàng tới thăm dò. Hoặc nói đúng hơn là buộc chặt Dương Bách Xuyên. Đương nhiên Hỷ Thước biết đối với nàng mà nói là một lần đánh cược tính mạng, đánh cược đúng sẽ huyết mạch tăng lên, nếu đánh cược sai chính là hương tiêu ngọc tổn. Bởi vì Khổng Tước Vương đã cho nàng biết, nhân loại tên Dương Bách Xuyên giả mạo yêu y ở Vạn Yêu Thành nói với Khổng Tước Vương có thể tiến hóa huyết mạch, nhưng thăng cấp huyết mạch đối với yêu tộc là chuyện rất lớn. Chỉ có điều, hiện tại đang ở địa bàn của Khổng Tước Vương. Nhân loại này có dám tới cũng không dám lừa gạt, nhưng mà Khổng Tước Vương vẫn không tin tưởng, thế nên mới để Hỷ Thước nàng tới thăm dò, nói đúng ra là thử nghiệm cho Khổng Tước Vương. Nếu như Dương Bách Xuyên thật sự có thể tiến hóa huyết mạch chi lực, vậy thì lời lớn rồi, bọn họ phải buộc chặt người này trên chiến thuyền của Khổng Tước Vương. Mà phương pháp trói buộc của Khổng Tước Vương chính là cảnh tượng trước mắt này, để nàng trả giá bằng thân thể, xem như là sự chuẩn bị. Một khi nàng trở thành nữ nhân của nhân loại này, trong quá trình tiến hóa huyết mạch, hắn cũng sẽ không mưu hại. Ánh mắt Hỷ Thước bắt đầu mê ly đi về phía Dương Bách Xuyên, nàng biết gian phòng này đã bỏ hợp hoan tán để thêm tác dụng. Vì để khiến cho Dương Bách Xuyên dốc sức tiến hóa huyết mạch, Khổng Tước Vương đã rất nhọc lòng, dùng cả máu Khổng Tước kết hợp thêm 100 loại dược liệu kích tình để chế tạo nên hương tình mê, chỉ cần ngửi vào Dương Bách Xuyên sẽ không thể chạy thoát. Bọn họ dùng cách này cũng bởi vì Khổng Tước Vương đã nghiên cứu phương pháp của nhân loại, nàng ấy nói, nhân loại xem trọng nhất là chuyện nam nữ, sau thì thành hôn thì sẽ phụ trách với nhà gái. Mặc dù phương pháp mà nàng dùng không phải là thành hôn, nhưng kết quả cũng giống nhau, đợi Hỷ Thước trở thành nữ nhân của Dương Bách Xuyên, tới khi tiến hóa huyết mạch cho nàng, ít nhiều gì Dương Bách Xuyên cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn. Lúc này, Hỷ Thước đã chuẩn bị xong để dâng mình, hiến thân vì Khổng Tước Vương. Đây chính là sứ mệnh của nàng. Chấm. Lúc này, Dương Bách Xuyên thì sao? Sau khi bước tới gần chiếc giường lông vũ, nhìn hai mắt của mỹ nhân đang ngập nước, hắn hỏi, ngươi là Hỷ Thước? Là thiếp, y sư bắt đầu đi. Vừa nói,
Hỷ Thước vừa cởi tấm vải thưa trên người ra. Cơ thể như ngọc xuất hiện trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên. Ầm. Lúc này, cơ thể Dương Bách Xuyên run lên, cảm giác mạch máu như muốn nổ tung, cuối cùng hắn cũng nhận ra được chỗ bất thường, nghĩ lại, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, giờ thì biết là gì rồi. Dương Bách Xuyên cười khổ, Khổng Tước Vương đúng là nhọc lòng rồi, nhưng mà ta tới đây là để tiến hóa huyết mạch cho ngươi, không phải tới hưởng lạc. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa dùng chân khí, áp xuống cảm giác bên trong cơ thể, hắn cũng không hiểu Khổng Tước Vương sắp xếp cảnh tượng như thế này có mục đích gì, nhưng hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Nhưng mà, ai biết được vừa dùng chân khí, mạch máu của hắn giống như dầu trên lửa đốt, càng ngày càng nóng hơn. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới giật mình, dùng chân khí ép xuống lại không có tác dụng. Hỷ Thước dường như cũng nhìn ra Dương Bách Xuyên đang giải dược, nàng cười vui đùa, y sư, đừng lãng phí công sức nữa, loại dược kia được chế từ máu Khổng Tước và trăm loại linh dược, càng vận công thì càng phản tác dụng. Dứt lời, vẻ mặt của Hỷ Thước cũng nhuộm hồng, nàng biết Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra chỗ không bình thường, vậy nên cũng không che giấu nữa, loại chuyện này chỉ cần là tu sĩ thì sẽ có thể phát hiện. Không cần thiết phải giấu giếm, nói thẳng ra còn tốt hơn. Dương Bách Xuyên cười gượng từ bỏ, cơ thể của hắn như thế nào hắn tự biết. Người muốn làm gì thì nói thẳng ra, tốn công tốn sức như vậy có ý gì? Hỷ Thước nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi vậy, nàng ngồi ngay ngắn người lại, gương mặt đỏ ửng, y sư, lẽ nào còn chưa rõ hay sao, chẳng nhẽ còn đợi một nữ tử yếu đuối như ta động tay. Trong lúc nói chuyện Hỷ Thước thở hổn hển. Dương Bách Xuyên xem như hiểu rõ, tất cả là sắp xếp của Khổng Tước Vương, dùng mỹ nhân kế để trói buộc hắn. Nếu như hắn đã trúng phải tình mê, Hỷ Thước cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe tiếng thở dốc của Hỷ Thước, cơ thể trắng hồng dần lộ ra, Dương Bách Xuyên cảm nhận được nỗi khổ dục vọng thiêu đốt là như thế nào. Lúc này đầu nóng lên làm sao quản âm mưu quỷ kế gì, đáy lòng chỉ có một câu, dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu. Trên thế gian này, khó nhất là chấp nhận lòng tốt của người đẹp, nhưng nếu không chấp nhận thì sẽ bị trời phạt. Hắn gầm lên một tiếng rồi nhào tới. Mặc dù có mâu thuẫn với yêu tu, hơn nữa đối phương còn là một con Hỷ Thước. Nhưng, lúc này toàn thân hắn đã bốc cháy, hơn nữa Hỷ Thước có vóc người bốc lửa, gương mặt với đôi mắt quyến rũ xinh đẹp, đáy lòng Dương Bách Xuyên chỉ nói một câu A Mi Đậu Phụ. Hắn ném mọi chuyện lên 9 tầng mây. Tất cả những gì còn lại là tiếng la hét và rên rỉ trầm thấp vang lên từ trong căn phòng. Lông vũ trắng toát bay đầy trời. Hai người hòa vào làm một. Hôm nay, Dương Bách Xuyên đã làm một Hỷ Thước yêu muông. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, bên trong gian phòng, sấm sét ngừng lại, gió cũng ngưng thổi. Toàn thân khô nóng của Dương Bách Xuyên khôi phục lại như lúc ban đầu, độc đã được giải. Nhìn mỹ nhân giống như bạch tuộc. Dương Bách Xuyên chỉ biết cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện đó với một Hỷ Thước. Hơn nữa, còn đại chiến suốt 3 ngày. Trong lòng thầm lẩm bẩm, yêu tộc đều dũng mãnh như vậy sao, có chút chịu không nổi. Một tiếng kêu vang lên, Hỷ Thước mở mắt nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt vô cùng dịu dàng, vẻ mặt còn hơi ngượng ngùng khó xử. Mặc dù nàng phụng mệnh làm việc, nhưng cũng là lần đầu tiên. Thậm chí nàng chưa từng nghĩ lần đầu tiên sẽ cùng với một nhân tộc. Nhưng trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh lúc trước, trong lòng Hỷ Thước không nhịn được vui sướng, nàng rất thích loại cảm giác này. Ngươi, tỉnh rồi, Dương Bách Xuyên hơi xấu hổ đứng dậy. Ta, theo tập tục của nhân tộc, có phải ta nên gọi chàng là tướng công không? Hỷ Thước chớp mắt hỏi. Dương Bách Xuyên ho khan, gọi là gì cũng được. Trong lúc nói chuyện, hai người cùng mặc quần áo, Dương Bách Xuyên xuống giường mới phát hiện, trên chiếc giường lông vũ trắng tinh, có vết máu loang lổ. Nhưng lại bị Hỷ Thước ngượng ngùng, phất tay thu lại. Lúc này bầu không khí ít nhiều có chút xấu hổ, hai người không ai nói gì. Bởi vì Hỷ Thước là phụng mệnh dâng hiến cho Dương Bách Xuyên, còn hắn là bị ép buộc, bất đắc dĩ. Thật ra trong lòng hắn có tức giận, mặc dù thích mỹ nhân, nhưng tuyệt đối không thích dùng phương thức này. Đây dường như cũng không phải lần đầu tiên bị bỏ thuốc, vậy nên Dương Bách Xuyên đã âm thầm tính nợ cho Khổng Tước Vương. Hỷ Thước giống như cảm nhận được tâm tình thay đổi của Dương Bách Xuyên, nàng thấp thỏm nói, tướng công, chàng, có phải chàng?
Dương Bách Xuyên thu lại cảm xúc, thật ra hắn cũng không tức giận hỉ thước, chỉ thở dài nói, không sao, nàng yên tâm, mặc dù chúng ta phát sinh quan hệ dưới tình huống như vậy, nhưng Dương Bách Xuyên ta sẽ phụ trách, từ hôm nay trở đi, nàng chính là nữ nhân của ta. Hỉ thước nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì lập tức vui vẻ, đây cũng là nhiệm vụ mà Khổng Tước Vương giao cho nàng, muốn nàng lấy được sự tín nhiệm của Dương Bách Xuyên. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã chính miệng thừa nhận, đây là kết quả tốt nhất. Cảm ơn tướng công, thiếp, Hỉ thước muốn nói nàng sẽ không phản bội Dương Bách Xuyên, nhưng lời nói đến miệng rồi lại nhớ đến, dù sao nàng cũng là thuộc hạ của Khổng Tước Vương, ngược lại khó xử. Trong lúc nhất thời, Hỉ thước ngây ngốc tại chỗ. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ đắn đo của Hỉ thước, hắn lại không đành lòng, hắn đương nhiên hiểu rõ nỗi khó xử của Hỉ thước, hắn cười nói, đừng lo lắng, ta biết trong lòng nàng khó xử, chuyện kế tiếp đều giao cho ta là được. Ta sẽ tiến hóa huyết mạch chi lực cho nàng, chuyện này nàng cứ yên tâm, nếu như Khổng Tước hỏi, nàng cứ trả lời, thật ra tiến hóa huyết mạch với Khổng Tước Vương chỉ có lợi không có hại, ngay cả khi có chút vấn đề nhỏ, lát nữa nàng sẽ hiểu rõ, ta đồng ý sẽ không hại Khổng Tước Vương. Cũng sẽ không để nàng khó xử. Tướng công, ta, cảm ơn. Hỉ thước không biết cảm ơn Dương Bách Xuyên thế nào, bèn dứt khoát hôn hắn. Dương Bách Xuyên được người đẹp hôn, trong lòng cực kỳ vui sướng, đầu ngón tay khẽ sáng lên, hắn nghiêm túc nhìn Hỉ thước, nàng có tin ta không? Hỉ thước nhìn ánh mắt trong suốt của Dương Bách Xuyên tin. Được, đây là bí mật lớn nhất của ta, cũng là bảo bối có thể tiến hóa huyết mạch của yêu tộc. Bây giờ nàng dùng nó. Từ ánh mắt và lời nói của Dương Bách Xuyên, Hỉ thước biết hắn sẽ không hại mình, nàng há miệng nuốt nước sinh mệnh. Chấm. Mấy phút sau, huyết mạch Hỉ thước tiến hóa, tu vi đã tăng tới tôn vương đại viên mãn, sau khi tác dụng của nước sinh mệnh qua đi, nàng khôi phục lại như ban đầu, cuối cùng cũng hiểu vấn đề nhỏ mà vừa rồi Dương Bách Xuyên nói là gì. Là giọt nước sinh mệnh này có thể khống chế mạng sống của nàng. Hỉ thước nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên với ánh mắt vô cùng phức tạp. Mà Dương Bách Xuyên thản nhiên đối mặt với Hỉ thước, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù Hỉ thước biết Dương Bách Xuyên cho nàng uống giọt nước có thể khống chế được sống chết, nhưng nhìn vào ánh mắt của Dương Bách Xuyên, nàng biết hắn sẽ không thương tổn tới mình. Mà nàng thân là thuộc hạ tâm phúc của Khổng Tước Vương, phản ứng đầu tiên chính là muốn nói tin tức này cho Khổng Tước Vương biết. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng biết mình không thể. Bởi vì lúc này, sự sống chết của nàng đã nằm trong tay Dương Bách Xuyên, Hỉ thước biết chỉ cần nàng có bất cứ hành động khác lạ nào, một suy nghĩ của Dương Bách Xuyên cũng có thể khiến cho nàng hôn bay phách lạc. Đây chính là vấn đề khó khăn. Hỉ thước không muốn phản bội Khổng Tước Vương, cũng không muốn làm trái Dương Bách Xuyên. Hỉ thước nước mắt lưng tròng nhìn Dương Bách Xuyên, tướng công, chàng có thể đừng làm hại Khổng Tước được không? Thật ra, nàng ấy rất lương thiện. Mọi chuyện đều là vạn bất đắc dĩ, trách nhiệm mà nàng phải gánh trên vai là cả núi Khổng Tước, hàng vạn yêu chúng, thế nên không tin tưởng chàng là chuyện buộc phải như vậy, ta không hy vọng Khổng Tước gặp chuyện, chàng đừng làm hại tới nàng ấy có được không? Dương Bách Xuyên biết nỗi lo lắng và khó xử của Hỉ thước, mặc dù Hỉ thước là do Khổng Tước Vương sắp xếp, nhưng dù sao thì nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ hại hắn, chỉ muốn dùng mọi cách để trói buộc hắn mà thôi, kết quả lại khiến cho Hỉ thước đâm lao phải theo lao. Yên tâm, ta bảo đảm với nàng, chỉ cần Khổng Tước Vương không hại ta thì ta cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương tới nàng ấy. Nàng cũng biết rồi đấy, nước sinh mệnh mà ta cho nàng uống vừa rồi có thể tiến hóa huyết mạch yêu tộc, nhưng tương ứng sẽ nằm trong tay sự sống chết của nàng. Ta cũng không có cách nào khác, thứ ta có thể đáp ứng với nàng chỉ là sẽ không làm hại tới Khổng Tước. Dương Bách Xuyên coi như là bảo đảm với Hỉ thước để cho nàng yên tâm. Nhưng hắn cũng đã nói trước, chỉ cần Khổng Tước dùng nước sinh mệnh, cho dù nàng ta có tâm muốn hại hắn thì cũng không sao cả, hắn chỉ cần một ý nghĩ là có thể biết được. Quan trọng là Hỉ khách sẽ không nói chuyện nước sinh mệnh có thể khống chế sống chết của yêu tộc cho Khổng Tước biết. Ở điểm này Dương Bách Xuyên tin tưởng Hỉ thước sẽ không nói với Khổng Tước, cho dù nói hắn sẽ biết được. Hỉ thước tin lời Dương Bách Xuyên, nàng gật đầu nói, nếu như nước sinh mệnh là cơ hội của Khổng Tước, chuyện còn lại ta tự biết phải làm thế nào, tướng công yên tâm. Chàng nghỉ ngơi đi, ta nên đi gặp Khổng Tước rồi. Nhìn theo hướng Hỉ thước rời đi, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, Hỉ thước, mong là nàng sẽ không làm ta thất vọng, ta cũng không hy vọng sẽ phải làm gì với nàng. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất phức tạp, hắn biết rõ Hỉ thước đi gặp Khổng Tước,
đương nhiên là để nói chuyện huyết mạch, nếu như Hỷ Thước không nhắc tới nước sinh mệnh khống chế sự sống chết, chỉ nói hắn có thể tiến hóa huyết mạch, như vậy thì mọi chuyện kế tiếp, nhất định vạn sự đại cát. Hắn sẽ cho Khổng Tước Vương dùng nước sinh mệnh, từ nay về sau hoàn toàn khống chế sống chết của nàng ta, thu phục một trong tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu, hắn sẽ trực tiếp khởi binh tạo phản. Nhưng nếu Hỷ Thước kể cho Khổng Tước Vương nghe về nước sinh mệnh, Khổng Tước Vương nhất định sẽ giết hắn. Thế nhưng Dương Bách Xuyên cũng đã chuẩn bị xong, chẳng may Hỷ Thước nói với Khổng Tước Vương về chuyện nước sinh mệnh, Dương Bách Xuyên chỉ có thể nhịn đau giết chết Hỷ Thước, nếu không làm vậy, hắn sẽ không có cách nào sống sót ra khỏi núi Khổng Tước. Nước sinh mệnh là vật chí bảo của Bình Càn Khôn, có thể nói là tim liền tim, chỉ cần muốn cảm nhận, thì hắn sẽ biết được tất cả mọi hành động của Hỷ Thước, vậy nên Dương Bách Xuyên không lo lắng Hỷ Thước sẽ nói ra. Điều mà hắn lo lắng chính là thái độ trong lòng Hỷ Thước, không biết nàng có bán đứng hẳn hay không. Nếu như Hỷ Thước bán đứng, hắn sẽ rất đau lòng, cũng sẽ giết nàng chỉ bằng một ý nghĩ. Làm như vậy không phải hắn vô tình lòng dạ ác độc, mà là hắn không dám mạo hiểm, ở sau lưng hắn còn có một có rất nhiều người, không đơn thuần chỉ là nghĩ cho bản thân mình. Sau khi Hỷ Thước rời đi, Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng xuống, hắn nhắm mắt bắt đầu cảm ứng Hỷ Thước, có nước sinh mệnh bên trong cơ thể, đồng nghĩa với linh thức của hắn cũng ở trên người nàng, hơn nữa còn không bị người khác phát hiện. Điện Khổng Tước. Hỷ Thước đi từ phía sau điện ra, lúc này Khổng Tước Vương vẫn đang ngồi trên vương tọa, trông thấy Hỷ Thước xuất hiện, toàn thân Khổng Tước Vương run lên. Hỷ Thước, ngươi, thành công rồi. Hỷ Thước gật đầu, thành công rồi, y sư, hắn không lừa gạt, huyết mạch của ta đã được thăng cấp. Vừa nói, cơ thể Hỷ Thước vừa rung lên, tản ra yêu khí cấp bậc tôn vương đại viên mãn. Khổng Tước Vương bay vèo một cái xuất hiện bên cạnh Hỷ Thước, nàng đặt tay lên cổ tay của Hỷ Thước xem thử, quả nhiên phát hiện huyết mạch Hỷ Thước đã tiến hóa, hơn nữa tu vi còn đạt tới tôn vương đại viên mãn, cùng cấp bậc với Khổng Tước nàng, chỉ còn một bước nữa thôi là sẽ bước vào thiên yêu. Khổng Tước Vương biết sau khi huyết mạch Hỷ Thước tiến hóa, rất có khả năng nàng sẽ đạt tới thiên yêu còn sớm hơn mình. Đương nhiên tình huống hiện tại không giống nhau, nếu nàng cũng để Dương Bách Xuyên tiến hóa huyết mạch, chắc chắn sẽ vào thiên yêu sớm hơn Hỷ Thước. Nghĩ tới đây trong lòng Khổng Tước Vương có chút run rẩy, quá mức kích động. Không ngờ Dương Bách Xuyên không lừa nàng, hắn thật sự có thể tiến hóa huyết mạch yêu tộc. Khổng Tước Vương cũng rất cẩn thận, kiểm tra một vòng quanh yêu thân của Hỷ Thước, ngoại trừ việc Hỷ Thước đã phá thân thì cũng không có gì khác. Huyết mạch trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến Khổng Tước Vương nhìn thấy hy vọng tiến hóa của bản thân, nàng hỏi, Hỷ Thước, Dương Bách Xuyên làm thế nào để tiến hóa huyết mạch cho ngươi vậy? Sau khi tiến hóa thì ngươi có chỗ nào không khỏe, hay di chứng gì không? Nghe xong hai câu hỏi này, cơ thể Hỷ Thước run lên, xoắn suýt một lúc, nàng có chút do dự, có nên nói chuyện nước sinh mệnh cho Khổng Tước Vương không? Có điều suy nghĩ này vừa thoáng qua đã bị nàng gạt đi. Bởi vì nàng đã đồng ý với Dương Bách Xuyên sẽ không nói, mà Dương Bách Xuyên cũng đã bảo đảm sẽ không làm hại Khổng Tước Vương. Hơn nữa, bây giờ nàng đã là nữ nhân của hắn, lại càng không thể nói ra chính là phản bội, Hỷ Thước biết rõ sau khi nàng nói ra thì sẽ mang tới tai họa cho Dương Bách Xuyên. Quan trọng nhất, Dương Bách Xuyên nắm trong tay sự sống chết của nàng, không thể nói, huống chi nước sinh mệnh cũng không có tác dụng phụ. Nếu như Khổng Tước Vương muốn tiến hóa huyết mạch thì chỉ có thể dựa vào Dương Bách Xuyên. Nghĩ như vậy, Hỷ Thước đáp, hắn dùng rất nhiều linh dược và các loại thủ pháp, có lẽ là phương thức của nhân tộc, dù sao ta nhìn cũng không hiểu. Sau khi sử dụng linh dược, trong lúc mơ màng thì huyết mạch đã tiến hóa, cơ thể cũng không có chỗ nào không thoải mái, Vương cứ yên tâm. Cuối cùng, Hỷ Thước cũng không nói ra chuyện nước sinh mệnh có thể khống chế sự sống chết, chỉ nói mặt có lợi cho Khổng Tước Vương. Đương nhiên, điều mà Hỷ Thước không biết là, cho dù nàng có nói thì Dương Bách Xuyên cũng sẽ không cho nàng cơ hội nói ra. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã giám sát toàn bộ quá trình, thật ra khi Khổng Tước Vương hỏi ra hai câu kia, trong lòng hắn cũng rất căng thẳng, hắn sợ điều Hỷ Thước nói ra sẽ khiến mình đau lòng. Nghe xong lời giải thích của Hỷ Thước cho Khổng Tước Vương, hắn mới yên tâm, trái tim cũng cảm nhận được ấm áp, mặc dù quan hệ giữa hắn và Hỷ Thước là do Khổng Tước Vương sắp xếp. Không có nền tảng tình yêu, bọn họ mới chỉ bên nhau 3 ngày mà thôi, nhưng Hỷ Thước vẫn không phản bội hắn. Đây chính là may mắn của hắn. Khổng Tước Vương nghe Hỷ Thước nói vậy thì cũng yên. Tâm, thứ nhất là nàng không phát hiện ra điểm nào khác lạ trên người Hỷ Thước,
hai là nàng biết Hỷ Thước sẽ không lừa dối, bởi vì Hỷ Thước là tâm phúc của nàng. Không ngờ rằng, trên đời này chỉ cần không phải động vật máu lạnh, sinh linh có máu có thịt, đều sẽ có cảm tình, thứ hư vô mờ mịt nhưng lại chân thật. Kết hợp đủ các loại nguyên nhân, trong lòng Hỷ Thước đã thích người nào đó, vậy nên mới không hoàn toàn nói thật với Khổng Tước Vương. Hỷ Thước, cảm ơn ngươi, ta đại diện cho toàn bộ núi Khổng Tước cảm ơn ngươi. Khổng Tước Vương chân thành nói lời cảm ơn với Hỷ Thước, bởi vì nàng biết Hỷ Thước đã hy sinh vì mình, vì cả dãy núi Khổng Tước. Không không không, tôn thượng đừng như vậy, Hỷ Thước cũng là một thành viên của núi Khổng Tước, đây là chuyện nên làm. Hỷ Thước cuống quýt khoát tay, nàng nghe Khổng Tước Vương cảm ơn mà thấy hổ thẹn vì đã không nói sự thật. Ở phía sau điện, Dương Bách Xuyên cảm nhận được tất cả, khóe miệng khẽ giật, hắn tự nhủ, hay cho một Khổng Tước, vậy mà lại đánh vào mặt tư tưởng, xem tiểu ra đây thu thập ngươi thế nào. Trong mắt Dương Bách Xuyên, lúc này Khổng Tước Vương có chút đạo đức giả. Được rồi, đi mời Dương Bách Xuyên qua đây giúp ta. Lúc này, trong lòng Khổng Tước Vương trở nên kiên định. Rõ, Hỷ Thước đi ngay. Hỷ Thước cũng thở phào một hơi, nàng xoay người đi tới sau điện. Dương Bách Xuyên đã sớm chuẩn bị xong, trong lòng hắn cũng đã bình tĩnh, phòng bị của Khổng Tước Vương xem như được xóa bỏ. Hắn biết trong này có một phần công lao của Hỷ Thước, kế tiếp chỉ cần cho Khổng Tước Vương uống nước sinh mệnh, hắn có thể bóp chặt con Khổng Tước này trong lòng bàn tay. Tước công, Khổng Tước cho mời. Hỷ khách bước vào nói. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, hắn ôm Hỷ Thước vào lòng, hung hăng hôn nàng một cái. À, tướng công chấm mau đi gặp Khổng Tước, thiếp ở sau điện đợi chàng. Bị Dương Bách Xuyên đùa giỡn một lúc, gương mặt Hỷ Thước nhuộm hồng, nàng thở hổn hển nói. Ha 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 chấm sau này gọi là chồng, không được gọi tướng công, quá khó nghe. Dứt lời Dương Bách Xuyên xoay người bước về phía điện, hắn biết Khổng Tước Vương sắp không đợi được nữa rồi. Đến điện, Dương Bách Xuyên trông thấy Khổng Tước Vương đang đứng chắp tay ở đại điện, đưa lưng về phía hắn. Nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người lại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Khổng Tước Vương nóng như lửa, không biết y sư có hài lòng với Hỷ Thước không? Sao Dương Bách Xuyên có thể không nghe ra hàm ý? Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên cũng không quá lo sợ Khổng Tước Vương, hắn cười, hài lòng, đương nhiên hài lòng, nhưng mà ta đây lại không hài lòng với Tước Nhi cô nương. Khổng Tước Vương nghe vậy thì sững người, bèn cười nói, sau lưng ta là hàng vạn yêu chúng binh sĩ của núi Khổng Tước. Không thể không suy nghĩ về đại cục, sắp xếp Hỷ Thước cũng là bất đắc dĩ, ta không hề có ý xấu, mong y sư thứ lỗi. Lúc này, Khổng Tước Vương có một tấm gương sống là Hỷ Thước, nàng ta bắt đầu khách khí với Dương Bách Xuyên. Bỏ đi, ta cũng không phải hạng người tiểu nhân, nể tình Hỷ Thước ta sẽ tận lực giúp ngươi tiến hóa huyết mạch. Dương Bách Xuyên trịnh trọng nói. Lần này, Khổng Tước Vương đã yên tâm hơn, nàng hơi kích động nói, vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Vừa nói nàng vừa vung tay lên bố trí trận pháp, lập tức ngăn cách với bên ngoài, toàn bộ đại điện hóa thành một không gian kết giới nhiều màu sắc rực rỡ. Dương Bách Xuyên ngẩn người, trong lòng thầm nhủ, hay lắm, đến bây giờ con Khổng Tước này vẫn không yên tâm tiểu gia, cũng tốt, nếu đã như vậy thì đừng có trách ta. Không nhiều lời, hắn vung tay lên, một giọt nước sinh. Mệnh hiện trên đầu ngón tay, Tước Nhi cô nương, đây là thuốc ổn định kinh mạch. Tiếp theo còn phải dùng hơi hàng trăm loại linh dược, cũng thi triển rất nhiều thủ pháp, kinh mạch ổn định rất quan trọng. Dương Bách Xuyên biết Khổng Tước Vương rất cẩn trọng, nếu trực tiếp nói cho nàng biết dùng nước sinh mệnh có thể tiến hóa huyết mạch, Khổng Tước Vương chắc chắn không tin, nếu nói phức tạp lên thì nàng sẽ dễ tin hơn. Khổng Tước Vương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, giống như muốn nhìn thấy được gì đó từ trong ánh mắt kia, xem hắn nói có thật hay không. Sao nào, đường đường là Khổng Tước Vương. Cửa ải đầu tiên đã không dám xông vào. Ha ha, ngươi là đại yêu cấp bậc tôn vương, một tiểu yêu như ta thì có thể làm được gì trong kết giới của ngươi? Dương Bách Xuyên làm ra vẻ không vui nói. Nghe được câu này, vẻ mặt đang căng thẳng của Khổng Tước Vương cũng buông lỏng, nghĩ lại cũng đúng, Dương Bách Xuyên chỉ là một tiểu y sư mà hôi, hắn không dám giở trò mảnh khóe, hơn nữa nơi này là điện Khổng Tước. Nghĩ nhiều rồi, bản tôn, chỉ tò mò mà thôi, đưa đây. Dứt lời, Khổng Tước Vương há miệng nuốt giọt nước sinh mệnh ở đầu ngón tay Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thấy vậy thì cười gian trá, sau này, ta chính là vương của ngươi. Lúc trước Dương Bách Xuyên nói bừa một trận, gì mà linh dược rồi thủ quyết, tất cả đều là vì ép Khổng Tước Vương nuốt giọt nước sinh mệnh này.
Giờ khắc này nhìn nàng ta đã nuốt xuống, tên họ Dương nào đó không nhịn được cười khẽ. Mưu kế đã thành công. Chỉ cần Khổng Tước Vương uống nước sinh mệnh, bắt đầu từ khoảnh khắc này, nàng ta sẽ phải tuân theo sự sắp xếp của hắn. Nước sinh mệnh vừa tiến vào trong cơ thể đã giải phóng hoàn toàn, không ngừng ăn mòn bốn phương tám hướng. Máu, kinh mạch, xương cốt, thậm chí là nguyên thần đều không thể trốn thoát. Khổng Tước Vương đau đớn hét dài. Dương Bách Xuyên thấy cảnh này chẳng mảy may ngạc nhiên, đây là hiện tượng bình thường sau khi uống nước sinh mệnh. Hắn lùi về sau một bước, kiên nhẫn chờ đợi Khổng Tước Vương hoàn thành quá trình tiến hóa huyết mạch. Dương Mỗ không hề lo lắng về nước sinh mệnh, hắn tin chắc Khổng Tước Vương nhất định sẽ thành công. Ppp. Tiếng kêu của Khổng Tước Vương càng lúc càng vang dội, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dương Bách Xuyên biết đây là dấu hiệu khi huyết mạch sắp tiến hóa. Hắn từng thấy nhiều rồi. Chấm. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Khổng Tước Vương cũng hoàn thành quá trình tiến hóa. Trán Khổng Tước Vương ướt đẫm mồ hôi, nàng ta ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên, gằn từng chữ, ngươi. Các ngươi gạt ta. Câu này tràn ngập tức giận và không cam lòng. Dương Bách Xuyên biết các ngươi trong lời Khổng Tước Vương là chỉ hắn và Hỷ Thước. Hỷ Thước không nói chuyện dùng nước sinh mệnh sẽ bị hắn khống chế sinh tử cho Khổng Tước Vương nghe. Sau khi huyết mạch được tiến hóa, tất nhiên Khổng Tước Vương có thể cảm nhận được từ nay về sau Dương Bách Xuyên chính là chủ nhân của mình. Đây là chỗ thần kỳ của nước sinh mệnh. Nàng ta tức giận tột độ, đồng thời còn có không cam lòng. Tuy đúng là huyết mạch trong cơ thể nàng ta đã thăng cấp, tu vi cũng từ Tôn Vương Đại Viên Mãn nhảy đến Tôn Vương Đỉnh Phong. Chỉ kém nửa bước hay là một lớp giấy mỏng thì có thể bước vào cấp bậc thiên yêu rồi. Còn cao hơn Hỷ Thước nửa phần. Đạt tới cấp bậc Tôn Vương Đỉnh Phong, dù chưa thật sự đột phá đến thiên yêu nhưng Khổng Tước Vương biết còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỗ tốt mà huyết mạch đã tiến hóa mang đến không chỉ đơn giản là sự nhảy vọt về tu vi mà còn trên phương diện thiên phú sau này nữa, tiềm lực của nàng ta đã trở nên vô hạn. Có thể nói, Dương Bách Xuyên đã giúp nàng ta giải quyết vấn đề bình cảnh, thậm chí còn cho nàng ta tuổi thọ rất dài. Thế nhưng, Khổng Tước Vương vô cùng tức giận. Tức vì bị lừa gạt, Hỷ Thước không nói thật với nàng ta. Càng tức vì Dương Bách Xuyên là nhân tộc hơn. Quả nhiên nhân tộc đều là kẻ gian trá xảo quyệt, không thể tín nhiệm. Khổng Tước Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ta phòng ngày phòng đêm, cuối cùng vẫn lật thuyền trong mương. Trước đó Khổng Tước Vương đã kiểm tra cơ thể Hỷ Thước, không hề phát hiện sự tồn tại của sức mạnh khác thường gì. Sau khi nuốt giọt nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên rồi hoàn thành quá trình tiến hóa huyết mạch, nàng ta mới phát hiện, hay là nói trong lúc vô hình đã cảm ứng được sinh tử của mình đã bị Dương Bách Xuyên kiểm soát hoàn toàn. Loại kiểm soát này sâu tận thần hồn, Khổng Tước Vương cảm nhận rõ, Dương Bách Xuyên chỉ cần một suy nghĩ thôi đã đủ khiến nàng ta hồn phi phách tán. Khổng Tước Vương hừng hực lửa giận không chấp nhận được việc mình bị Hỷ Thước phản bội rồi lại bị Dương Bách Xuyên đào bẫy. Sau khi kết thúc quá trình tiến hóa, nàng ta căm tức chừng Dương Bách Xuyên, nghiến răng gằn từng chữ rồi tung một chưởng về phía hắn. Dương Mỗ thấu hiểu nỗi không cam lòng và cơn giận của Khổng Tước Vương, dù sao thì đối phương cũng là một trong bốn vị bá chủ yêu tộc ở dãy núi Vạn Yêu, ai ngờ lại rơi vào kết cục bị nhân tộc tính kế. Nói khó nghe một chút. Từ nay về sau Khổng Tước Vương cao cao tại thượng sẽ biến thành một tên tù nhân, há có thể cam tâm ư? Tức giận là chuyện bình thường. Đối mặt với một chưởng của Khổng Tước Vương, Dương Bách Xuyên không né tránh, để mặc cho nó bay tới. Khi chưởng phong cách đầu hắn chỉ tầm một lóng tay, Dương Bách Xuyên khẽ hừ lạnh, thông qua cảm ứng từ nước sinh mệnh, Khổng Tước Vương hét lên một tiếng đầy thảm thiết. A! À, nàng ta lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Nước sinh mệnh đã phát huy tác dụng. Hiện giờ đối với Dương Bách Xuyên, cho dù Khổng Tước Vương có là thần thú, một khi đã nuốt nước sinh mệnh rồi thì cũng phải ngoan ngoãn chịu thua. Chỉ một lần này, nhớ kỹ không còn có lần sau, nếu còn tái phạm thì ngươi không chỉ chịu chút đau đớn như này đâu mà là hồn phi phách tán. Sức mạnh huyết mạch đã mang lại cho ngươi rất nhiều chỗ tốt nhỉ, ta không biết ngươi tức giận cái gì nữa, đang giận Hỷ Thước à? Dương Bách Xuyên dửng dưng lên tiếng. Tạm dừng chốc lát lại hỏi, tình huống của Hỷ Thước cũng giống ngươi cho rằng ta sẽ để Hỷ Thước nói cho ngươi biết ư?
ta muốn hợp tác với ngươi, nhưng tiểu khổng tước nhà ngươi thì sao? Không ngừng đào bẫy ta. Ha ha, ngay cả mỹ nhân kế cũng xài, tóm lại đều vì không tín nhiệm cả thôi. Nhưng vậy thì sao, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, chủ nhân của Khổng Tước Vương. Nói thật cho ngươi biết, ngươi không phải người đầu tiên bổn chủ nhân thu phục, cũng không phải kẻ cuối cùng. Lúc trước ta thật lòng tìm ngươi để hợp tác, thế nhưng ngươi lại 5 lần 7 lượt gây khó dễ cho ta. Muốn nói tức giận cũng nên là ta giận ngươi mới đúng, giờ gọi một tiếng chủ nhân nghe thử xem nào. Dương Bách Xuyên nhìn Khổng Tước Vương đang quỳ trên mặt đất. Hắn đã thề trong lòng, sau khi thu phục được Khổng Tước Vương thì phải dạy dỗ nữ yêu xinh đẹp này một phen, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội. Ngươi đừng hòng, Khổng Tước Vương cắn răng nói, ánh mắt đầy căm tức. Thế nhưng Dương Bách Xuyên lại nhìn ra nỗi sợ hãi ẩn giấu trong đó. Ôi chao, tới giờ mà vẫn còn mạnh miệng à, một khi đã như vậy, bổn chủ nhân sẽ không khách khí với ngươi nữa nhé, ha ha. Còn chưa nói xong, Dương Mỗ đã nhào về phía Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương lúc này bị Dương Bách Xuyên thôi thúc nước sinh mệnh trong cơ thể dẫn đến phản phệ, nàng ta mệt bở hơi tai, sức lực cả người, pháp lực và cả yêu hồn đều không thể thúc giục. Giờ phút này bị Dương Bách Xuyên bất ngờ đè xuống đất không thể phản kháng, nàng ta chỉ có thể tức tối kêu gào, muốn giãy giụa nhưng tay chân mềm nhũn, hậu quả của việc bị nước sinh mệnh cắn trả vượt quá suy đoán của nàng ta. Huống hồ Dương Mỗ chỉ cần dùng suy nghĩ đã có thể biến Khổng Tước Vương từ tôn vương vẻ vang một cõi thành sâu dẹp, thế nên nàng ta càng không dám phản kháng. À, ngươi thả bản tôn ra. Khổng Tước Vương hoảng sợ đến biến sắc, không ngờ Dương Bách Xuyên lại dứt khoát đè lên người mình như thế này. Đường đường là Khổng Tước Vương, một trong tứ đại yêu tôn cao cao tại thượng của dãy núi Vạn Yêu, có khi nào bị người ta xúc phạm như này đâu. Khổng Tước Vương vừa tức vừa hoảng, tất nhiên là hoảng nhiều hơn. Tuy là yêu tu nhưng nàng ta là nữ yêu, trước nay chưa hề có một sinh vật giống được nào chạm vào người nàng ta hết. Đôi tay bị Dương Mỗ nắm chặt, cơ thể bị đè dưới đất không thể nhúc nhích, hơn nữa hơi thở của giống được không ngừng truyền vào xoang mũi. Sự tiếp xúc gần gũi của hai cơ thể mang lại cho Khổng Tước Vương cảm giác tê tê dại dại khác thường như bị điện giật. Trong người nàng ta vốn đang chịu cắn trả, giờ lại càng mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn. Ngươi, to gan, buông bản tôn ra. Khổng Tước Vương hét lớn, nàng ta muốn kêu gọi giúp đỡ từ bên ngoài, cũng chính là mấy đại yêu dưới trướng ngoài điện Khổng Tước. Thế nhưng trước đó nàng ta tự mình bày kết giới quanh đại điện, giờ bên trong như một mảng không gian độc lập, người bên ngoài không nhìn thấy cũng không nghe được, dù nàng ta có kêu rách hỏng cũng chẳng có ai đáp lại. Khổng Tước Vương không kêu còn đỡ. Nàng ta la hét như vậy càng khiến Dương Bách Xuyên hưng phấn hơn, hắn cười phá lên, trước giờ ta đều bị nữ nhân đẩy ngã, hôm nay ông đây thể phải chủ động một lần, xem như trừng phạt ngươi. Nói xong, Dương Mỗ hôn xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Khổng Tước Vương. Á, ngươi đừng qua đây, thấy nụ hôn của Dương Bách Xuyên sắp rơi xuống, Khổng Tước Vương càng la lớn hơn. Quỳnh! Ngay sau đó, đầu óc nàng ta nổ ầm ầm, trắng xóa. Cảm giác mềm mại ấm áp phát ra từ môi sau đó truyền khắp thân thể nàng ta, nơi đáy lòng sinh ra một cảm giác chưa từng có trước nay. Cả người Khổng Tước Vương sụi lơ, miệng chỉ phát ra từng tiếng ú ớ, từ bỏ giãy giụa. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, môi không cẩn thận bị Khổng Tước Vương cắn đau nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui vẻ. Hắn nhận ra Khổng Tước Vương là tay mơ, cho dù nàng ta đã tu luyện mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm nhưng vẫn bị hắn chinh phục. Từ lúc phụng về, tức giận và chống trả ban đầu đến khi đáp lại vài phút sau đó, miệng lưỡi cả hai vẫn quấn quýt bên nhau. Xoẹt! Dương Bách Xuyên thô bạo xé nát y phục của nữ tử dưới thân, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn thu phục Khổng Tước Vương kiêu ngạo thận trọng. Chấm! 7 ngày sau, động tĩnh mới dần dần biến mất. Dù Dương Bách Xuyên có thân thể lưu ly nhưng mây mưa suốt 7 ngày ròng rã vẫn hơi không tiêu. Khổng Tước Vương đã bị hắn chinh phục triệt để, trần trụi nằm bên cạnh. Mưa gió qua đi, Dương Mỗ đứng dậy mặc y phục, nhớ lại từng tiếng tướng công nũng nịu của Khổng Tước Vương 7 ngày qua, hắn nhịn xuống cơn kích động đang trào dâng, cả người vô cùng thỏa mãn. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhận ra, hình như mình đã lên giường với hai tôn đại yêu rồi. Mặc kệ nói thế nào,
chinh phục được Khổng Tước Vương đồng nghĩa với việc đẩy mạnh kế hoạch ở dãy núi Vạn Yêu của hắn. Tướng công, Khổng Tước Vương tỉnh giấc, sau khi ăn mặc chỉnh tề thì mặt đầy u oán nhìn hắn, hiện giờ nàng ta đã hết tức tối, bởi vì lửa giận đã bị ai kia dập tắt hết rồi còn đâu. Ha ha, đi thôi, xóa bỏ kết giới, ta có việc muốn bàn với nàng. Dương Bách Xuyên nói hết kế hoạch thu phục tất cả yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu cho Khổng Tước Vương, bởi vì kế tiếp còn cần nàng ta hỗ trợ. Khổng Tước Vương nghe xong lo lắng hỏi, dãy núi Vạn Yêu gồm có tứ đại yêu tộc, hiện giờ ta đã thần phục tướng công, tuy nhiên ba đại yêu tôn còn lại đều rất khó đối phó, tướng công dự định làm gì? Ta không muốn đợi nữa, kế tiếp ta cần nàng trợ giúp, hẹn ba đại yêu tôn kia tới đây, một lưới bắt hết. Hai mắt Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng. Dùng sức mạnh cưỡng ép e rất khó, tu vi của tứ đại yêu tôn đều là tôn vương đại viên mãn, cho dù hiện tại ta đã là tôn vương đỉnh phong, cùng lắm cũng chỉ có thể đối phó với một tên trong đó thôi, hai đại yêu tôn kia phải làm sao? Mỗi một tên đều được truyền thừa tiên thiên pháp khí, đây mới là điểm quan trọng nhất. Khổng Tước Vương nói. Dương Bách Xuyên từng nghe Chuột Vương nhắc qua tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu đều sở hữu pháp khí truyền thừa cường đại rồi. Lão ta còn nói trong tay Khổng Tước Vương có một khúc ngô đồng từ thời thượng cổ, là một pháp khí cường đại từng được tẩm bổ trong hơi thở của thần thú Phượng Hoàng. Không biết pháp khí của ba tôn đại yêu còn lại là vật gì nữa? Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, hẳn Khổng Tước Vương biết, bèn hỏi, nàng biết ba đại yêu tôn kia sở hữu pháp khí gì không? Khổng Tước Vương gật đầu, biết sơ sơ, về phần uy lực cụ thể của pháp khí trong tay bọn họ thì ta không rõ lắm. Dương Bách Xuyên nhìn nàng ta, ý bảo tiếp tục. Trong tay Độc Nhãn Giao Long có một viên Giao Long Châu truyền thừa từ thời thượng cổ, là công lực của các đời tổ tiên tộc Giao Long ngưng tụ thành. Tuy ta không rõ uy lực cụ thể như thế nào nhưng nếu xét theo thuộc tính vốn có của Độc Nhãn Giao Long, chắc sẽ có liên quan đến thuộc tính hỏa. Độc Nhãn Giao Long là con rồng có thuộc tính hỏa duy nhất trong tộc Giao Long, lợi hại nhất là ngọn lửa, hơn nữa còn không phải là lửa bình thường. Có thể sánh ngang với lửa thần hồn đấy. Cộng thêm Giao Long Châu trong tay hắn ta, thực lực của tên này thật sự rất khó lường. Khổng Tước Vương kể về Độc Nhãn Giao Long xong, dừng một lát lại nói tiếp, điểm quỷ dị của Huyết Sư Vương nằm ở huyết mạch, khởi nguồn sức mạnh của gã là máu trong cơ thể. Ta từng thấy gã sử dụng Thiên Phú Thần Thông một lần, có thể biến bản thân thành biển máu vây khốn kẻ địch. Chỉ cần bị Huyết Sư Vương cuốn vào biển máu của gã thì rất khó thoát ra toàn thân. Sức mạnh huyết mạch của Huyết Sư Vương thật sự rất quỷ dị. Huyết Sư Vương có pháp khí nào không thì ta chưa thấy bao giờ, tuy nhiên chắc chắn nó cũng sẽ liên quan đến huyết mạch quỷ dị của gã thôi. Về phần song đầu xà, nó vốn là một con rắn nước biến dị tu thành yêu, nói thật thì song đầu xà mới là kẻ khó dây dưa nhất với chúng ta. Ta không biết song đầu xà sở hữu pháp khí gì nhưng chắc chắn là có, chỗ đặc biệt của song đầu xà nằm ở cái miệng của y. Hình như là xảy ra biến dị ở nơi nào đó. Y là thể lưỡng tính, hai cái đầu rắn có ý thức lẫn tư tưởng độc lập, Thiên Phú Thần Thông nhất định sẽ có kịch độc, hơn nữa còn liên quan đến thuộc tính thủy. Còn lại thì ta không biết, dù sao tên này rất khó giải quyết. Sau khi Khổng Tước Vương nói xong, Dương Bách Xuyên trầm ngâm chốc lát rồi hỏi, thế lực và thực lực đám tay sai của Độc Nhãn Giao Long, song đầu xà và Huyết Sư Vương như thế nào? Phương diện này thì bốn người bọn ta không khác nhau mấy, số lượng tay sai đạt tới tôn vương cao cấp không nhiều hơn 9, tôn vương sơ cấp và trung cấp khoảng chừng 20 tên, tiểu yêu thì nhiều không đếm xuể, mỗi người sở hữu tầm mấy vạn. Khổng Tước Vương nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, không khác phỏng đoán của hắn là mấy. Hiện tại vấn đề cần Dương Bách Xuyên suy xét chính là hắn có thể thu phục bọn họ bằng biện pháp cứng rắn được không? Trước mắt không cần lo đám tiểu yêu vương. Quan trọng là ba đại yêu tôn kia, liệu hắn có thể thu phục được không đây? Có điều ngẫm lại hiện tại trên tay hắn đang sở hữu ba át chủ bài là Khổng Tước Vương, Tử Hoàng và Chuột Vương, như vậy chắc cũng đủ rồi. Trong số này, thực lực của Tử Hoàng mạnh hơn cả đại yêu tôn là Khổng Tước Vương. Sau khi Khổng Tước Vương và Chuột Vương được nước sinh mệnh cải tạo, thực lực cũng vượt qua Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương và Song Đầu Xà. Nhìn có vẻ lực lượng hai bên khá tương đương nhưng theo lời kể của Khổng Tước Vương, ba đại yêu tôn khác đều sở hữu pháp khí truyền thừa hùng mạnh, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Kẻo không lại lật thuyền trong mương. Nghĩ lại thì hắn vẫn nên làm một bước bảo đảm nữa thì hơn,
dùng nước sinh mệnh cải tạo thiên phú huyết mạch của hai tôn vương cao cấp là Chuột Vương và Khổng Tước Vương, khiến tu vi cả hai tiến thêm một bước, đến lúc đó tổng thể sức mạnh cũng sẽ tăng lên. Dù sao thì đối với dãy núi Vạn Yêu, tuy hiện giờ Dương Bách Xuyên đã thu phục mấy vị đại yêu, thậm chí tóm được một trong bốn tên đầu sỏ, nhưng hắn hiểu an toàn là trên hết, cứ tiến hành từ từ thì thích hợp hơn. Hắn nghĩ, 3 năm sau mới là thời điểm tốt nhất bắt đầu thu phục toàn bộ yêu vương của dãy núi Vạn Yêu. Dựa theo tốc độ 3 giọt một tháng của nước sinh mệnh, 3 năm là hắn có thể khiến 70, 80 đại yêu cấp bậc tôn vương tiến hóa huyết mạch, khiến tu vi bọn họ tăng tiến, đồng thời mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Đến lúc đó, tin chắc lực lượng đã đủ, đi thu phục nhóm đại yêu của dãy núi Vạn Yên mới tốt nhất. Hơn nữa trong thời gian 3 năm này, hắn cũng muốn tăng tu vi bản thân lẫn thực lực của nhóm tay sai đại yêu. Trong lòng tính toán xong, Dương Bách Xuyên ở lại núi Khổng Tước, từ nay về sau, mỗi tháng hắn đều giúp nhóm tay sai đại yêu là tôn vương cao cấp của Khổng Tước Vương tiến hóa huyết mạch một lần. Ngày nào cũng tắm huyền ương với Khổng Tước Vương và Hỷ Thước, phải nói rằng sinh hoạt của Dương Mỗ nào kia cực kỳ sung sướng. Đương nhiên hắn cũng không bỏ quên vấn đề tu vi. Mặt khác, hắn đã truyền tin cho đám tử hoàng ngừng chiến, tránh thu hút chú ý của Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương và Song Đầu Xà, dặn dò mọi người tạm thời ở yên trong vòng 3 năm. Chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã sống tại núi Khổng Tước một năm này, hắn hỗ trợ 36 tên đại yêu tay sai của Khổng Tước Vương tiến hóa huyết mạch, hễ ai đạt tới cấp bậc tôn vương đều được nhận nước sinh mệnh. Kết quả lực lượng của núi Khổng Tước đã trở nên cường đại chưa từng có, tăng tiến vượt bậc. Theo lời Khổng Tước Vương, xét về thực lực, giờ núi Khổng Tước đã dẫn đầu trong các thế lực của tứ đại yêu tôn dãy núi Vạn Yêu. Dương Bách Xuyên mỉm cười, thật ra hắn cũng rất vui mừng, bởi hiện tại chúng yêu này đều là tay sai của hắn hết chứ đâu. Đương nhiên hắn biết có thể thuận lợi như vậy đều nhờ Khổng Tước Vương. Một năm sau, Dương Bách Xuyên rời núi Khổng Tước đến tộc Chuột Ngũ Hành. Tại đây, hắn dùng thân phận quốc sư để đi lại, đồng thời dưới sự hỗ trợ của Chuột Vương bắt đầu cải tạo huyết mạch cho đám đại yêu Chuột Ngũ Hành đã đạt tới cấp bậc tôn vương trong tộc. 2 năm sau, Dương Mỗ lại rời tộc Chuột Ngũ Hành, về yêu y quán ở thành Vạn Yêu. Một năm cuối cùng, mỗi tháng hắn đều thu phục 3 tên yêu vương đã bị đám tử hoàng, Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị khiêu chiến. Mặc kệ là đại yêu vương hay là tiểu yêu vương, mỗi tháng hắn đều dùng nước sinh mệnh cải tạo 3 tên. Một năm sau, 36 tên đại tiểu yêu vương đã về dưới trướng, những ai đã dùng nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên đều tiến hóa huyết mạch, tăng trưởng tu vi. Thật ra biểu hiện rõ ràng nhất chính là đám tiểu yêu tôn vương sơ cấp, có thể trở thành tiểu yêu vương của dãy núi Vạn Yêu đều là loại người sở hữu thiên phú chắc tuyệt. Tác dụng tiến hóa huyết mạch của nước sinh mệnh có tác dụng với tôn vương sơ cấp nhất, tuy mấy tiểu yêu vương dùng nước sinh mệnh không đột phá ngay lập tức nhưng trong vòng 3 tháng đến nửa năm sau, chậm nhất là 1 năm sau đều rối rít đột phá tới tôn vương trung cấp. Mà tôn vương trung cấp cũng đột phá tới cao cấp sau 1 năm, tôn vương cao cấp thì chậm hơn, qua 3 năm cũng có vài vị bước vào tôn vương đại viên mãn. Tính như thế, trong đám tay sai của Dương Bách Xuyên, đại yêu đạt tới cấp bậc tôn vương đại viên mãn cũng có 9 tên. 9 tôn vương đại viên mãn, lùi lại 3 năm về trước là tương đương với thế lực của 4 đại yêu tôn dãy núi Vạn Yêu rồi. Mạnh nhất vẫn là Tử Hoàng, 3 năm trôi qua tu vi của nàng ta cũng tăng kha khá nhưng tiếc rằng vẫn không thể bước vào cấp bậc thiên yêu. Dựa theo phỏng đoán của Dương Bách Xuyên, có lẽ nguyên nhân nằm ở hạn chế của Thái Hoang, chỉ cần Tử Hoàng đi ra ngoài, chắc chắn nàng ta có thể đột phá tới thiên yêu. Dưới Tử Hoàng là Chuột Vương và Khổng Tước Vương, 2 vị này vốn đã là tôn vương đại viên mãn, sau khi dùng nước sinh mệnh, không chỉ huyết mạch tiến hóa mà tu vi cũng tăng trưởng. 3 năm trôi qua, có thể nói bọn họ chạm đến đỉnh của tôn vương, chỉ kém Tử Hoàng một chút xíu. Tu vi của Chuột Vương và Khổng Tước Vương cũng ném 3 đại yêu tôn còn lại của dãy núi Vạn Yêu xa xa mấy con phố. 3 đại yêu tôn Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương và Song Đầu Xà không dùng nước sinh mệnh, tu vi vẫn dừng lại cấp bậc tôn vương đại viên mãn như cũ. Trong 1 năm cuối cùng, dưới trướng Dương Bách Xuyên vẫn còn hơn 20 tên đại tiểu yêu vương chưa dùng nước sinh mệnh, đám này đều do Tử Hoàng, Thanh Ngưu và Lục Yên Chi khiêu chiến rồi thu phục. Dương Bách Xuyên cũng không định ban nước sinh mệnh cho bọn họ, bởi vì không đủ thời gian. Theo như tình báo của Chuột Vương,
3 năm qua thực lực của núi Khổng Tước đã có bước tiến nhảy vọt, 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương. Lực lượng gần như tăng gấp đôi khiến đám độc nhãn giao long, huyết sư vương và song đầu xà chú ý, cuối cùng cả ba đều rời mắt đến yêu y quán, hoặc chính xác hơn là trên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không ngạc nhiên, ba tên kia không nghi ngờ mới là chuyện lạ đó. Vậy nên trong tin tình báo của Chuột Vương, ba đại yêu tôn đã liên hợp với nhau, muốn tới thành Vạn Yêu tóm hắn. Một khi đã như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không chờ đợi nữa. Thực lực hiện tại của các đại tiểu yêu vương dưới trướng hắn cũng đủ để đối kháng với độc nhãn giao long, huyết sư vương và song đầu xà rồi. Đối với ba đại yêu tôn và các yêu vương chưa bị thu phục, Dương Bách Xuyên chỉ có một câu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hôm đó, Dương Bách Xuyên ngồi ở yêu y quán, triệu tập chúng yêu dưới trướng mình, đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi nói, ba đại yêu tôn còn lại của dãy núi Vạn Yêu đã phát hiện hành động lén tăng thực lực của chúng ta. Ngay bây giờ, tất cả các yêu vương đều lui xuống chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai theo ta đến núi Chiến Cổ, thu phục ba đại yêu tôn. Kế hoạch thống nhất dãy núi Vạn Yêu, bắt đầu. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, các yêu vương đều hô to, cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân, bọn ta bằng lòng san bằng nơi không hợp khuôn phép vì chủ nhân. Bây giờ yêu tụ tập ở sân sau của yêu y quán đều là đại yêu cấp tôn vương, đã có hơn 40 yêu vương lần lượt bị thu phục. Đây chỉ là số lượng đại tiểu yêu vương thần phục sau khi khiêu chiến. Nếu cộng thêm núi Khổng Tước và tộc chuột ngũ hành, thì tất cả đại tiểu yêu vương cấp tôn vương từng uống nước sinh mệnh phải hơn trăm. Không tính những đại yêu gần gũi như tử hoàng và chuột vương, tổng cộng có 105 đại yêu cấp tôn vương. Tất cả đều là đại yêu từng uống nước sinh mệnh. Ngoài ra còn có 20, 30 đại tiểu yêu vương chưa uống nước sinh mệnh sau khi khiêu chiến thần phục. Trong kế hoạch ban đầu của Dương Bách Xuyên là phải thu phục 1/3 số lượng 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương dãy núi Vạn Yêu, nhưng bây giờ đã vượt qua rồi. Mục tiêu hoàn thành gần một nửa. Bây giờ trong 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương vẫn còn lại 6 thành chưa thần phục và thu phục. Có điều nếu cộng thêm chuột vương, thì Dương Bách Xuyên đã không còn sợ hãi. Huống hồ còn có thế lực núi Khổng Tước. Cho nên nếu kết hợp lại, bây giờ về cơ bản Dương Bách Xuyên đã nắm giữ gần nửa thế lực dãy núi Vạn Yêu. Tiếp theo chỉ cần đi thu phục lần lượt là được, người thuận theo thì phát đạt, kẻ chống lại thì phải chết. Có lẽ bây giờ Dương Mỗ tụ tập yêu chúng lại với nhau, số lượng không tính là nhiều, nhưng vì sự tồn tại của nước sinh mệnh, nên chắc chắn chất lượng sẽ là đệ nhất dãy núi Vạn Yêu. Hơn nữa vì nguyên nhân này, hắn đã trở thành thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu rồi. Còn thế lực khác tất nhiên không bền chắc như thép. Nhìn 50, 60 đại tiểu yêu trong sân, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng kích động, tính thời gian tiến vào dãy núi Vạn Yêu mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu, trước sau cũng đã được khoảng 5, 6 năm. Thời gian 5, 6 năm đối với tu sĩ chỉ là trong nháy mắt, có thể tụ tập được nhiều yêu chúng như vậy trong thời gian 5, 6 năm cũng khiến hắn có cảm giác thành tựu. Lúc ban đầu, mục tiêu đặt ra ở trong lòng đã bước ra bước đầu tiên. Hôm nay chỉ là một cuộc họp nhỏ, yêu chúng của tộc chuột ngũ hành và núi Khổng Tước vẫn chưa đến, nếu không cả sân đều không có chỗ chen. Đương nhiên, chuột vương và Khổng Tước vương vẫn có mặt. Sau khi chúng yêu đồng thanh hô lên, có một yêu vương bước ra nói, chủ nhân, thuộc hạ có một câu không biết nên nói hay không. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, chính là Linh Miêu Vương lần đầu tiên hắn khiêu chiến. Ban đầu, Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương là thua Dương Bách Xuyên nên thần phục, cũng là nhóm yêu vương đầu tiên uống nước sinh mệnh. Vì là nhóm tiểu yêu vương đầu tiên thu phục, nên Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương được coi như yêu quái có địa vị chỉ xếp sau Hùng Bất Nhị và Xuyên Sơn Giáp trong số yêu vương. Bây giờ Linh Miêu Vương cũng đã là tu vi tôn vương trung kỳ. Hắc Ô Nha trầm lắng, Linh Miêu Vương lại là kiểu ý nghĩ sinh động, thời gian ở yêu y quán dài. Cũng đã biết chuyện Dương Bách Xuyên là nhân tộc. Linh Miêu Vương từng đặc biệt nghe ngóng và nghiên cứu về nhân tộc, để lăn lộn bên cạnh chủ nhân Dương Bách Xuyên này tốt hơn. Linh Miêu Vương đã tổng kết ra một bộ bí pháp làm sao lấy lòng nhân tộc, hoặc nói là nịnh bợ. Qua lời của Thanh Ngưu và Đá Đả Tiên, Linh Miêu Vương biết được chủ nhân Dương Bách Xuyên này mưu đồ to lớn, tràn đầy dã tâm, muốn cả dãy núi Vạn Yêu. Hôm nay,
Sau khi Dương Bách Xuyên nói muốn thu phục thế lực yêu vương của cả dãy núi Vạn Yêu, theo nghiên cứu của Linh Miêu Vương về tính cách nhân tộc, Linh Miêu Vương biết cơ hội nịnh bợ của mình đến rồi, sao hắn ta có thể bỏ qua? Có gì cứ việc nói, bổn chủ nhân nói rồi, bắt đầu từ ngày mai phải thu phục tất cả thế lực lớn nhỏ của dãy núi Vạn Yêu, nếu như mọi người có cách hay gì, hoặc có thể khuyên hàng không cần đến chiến tranh vậy là tốt nhất. Chỉ cần là người hiến kế đều sẽ được thưởng đan dược. Dương Bách Xuyên cười nhìn Linh Miêu Vương, sau đó lại nhìn xung quanh. Con người của Linh Miêu Vương đảo quanh, cúi đầu cười, sau đó tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền nói, chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy, nếu chủ nhân có lòng thống nhất dãy núi Vạn Yêu hỗn loạn vô số năm, vậy đây là tin mừng của các yêu tộc dãy núi Vạn Yêu. Chủ nhân là kỳ tài ngút trời, văn thành võ đức, từ sau khi đến thành Vạn Yêu mở y quán chữa bệnh cứu yêu vô số, còn giúp bọn ta thăng cấp huyết mạch, quả thật có thể gọi là thánh giả yêu tộc. Cho nên thuộc hạ cảm thấy chủ nhân vốn nên tạo ra một danh hiệu, cũng tiện để có lý do chính đáng để tiến hành thảo phạt. Đến lúc đó, cơ hiệu của chủ nhân dựng lên, những đại tiểu yêu vương kia còn không nhao nhao thần phục ư. Thuộc hạ đề nghị chủ nhân là thánh chủ yêu tộc, thánh chủ xuất thế giải cứu những yêu chúng vô tri kia đi về phía quang minh vô tận, đây chính là ý trời, chủ nhân là thánh của yêu tộc, ngự trị vạn yêu, là đại thánh chủ yêu tộc. Ban đầu Dương Mỗ không để ý lời Linh Miêu Vương nói lắm, nghe lời nịnh bợ dở dở ương ương này, còn có lý do chính đáng tiến hành thảo phạt gì đó hắn đã thấy hơi buồn cười, nghĩ thôi cũng biết Linh Miêu Vương từng tốn công sức đối với nhân tộc, cũng không cho là đúng. Nhưng nghe Linh Miêu Vương lại đặt danh hiệu thánh chủ yêu tộc cho hắn, Dương Mỗ bỗng chốc mở cờ trong bụng, cười ha ha nói, Linh Miêu Vương, người rất có tiền đồ. Lúc này, yêu chúng khác có mặt ở đây mới phản ứng lại. Vậy mà bị tên Linh Miêu Vương này cướp công lao dựa vào cơ hội nịnh bợ tốt, điều này khiến trong lòng một số đại yêu vương tức giận bất bình. Nhưng bọn họ đều phản ứng chậm, công đầu đã bị Linh Miêu Vương tranh trước, nghe chủ nhân Dương Bách Xuyên nói Linh Miêu Vương có tiền đồ, yêu chúng khác cũng lần lượt tỉnh ngộ, lúc vừa định tỏ thái độ, trong sân lại vang lên một tiếng nói. Thánh chủ yêu tộc không tốt, không tốt, chủ nhân vốn chính là chủ của chúng ta, nói vậy không đủ vang. Bổn vương thấy hay là làm đại thánh vân môn tốt hơn. Nghe vậy, một số đại yêu vương trong sân trở nên tức giận, vừa nãy xuất hiện một tên cướp công lao, bây giờ lại có một tên nữa, vậy những đại yêu vương như bọn họ còn lăn lộn thế nào? Nháy mắt đại yêu vương trong sân nhìn về phía sau, lại thấy cánh cửa của một phòng bên ở sân sau mở ra, một yêu thú tôn vương trung kỳ lấp lòe ánh sáng ngũ sắc từ đầu tới chân, đầu mọc sừng rồng. Vô cùng tuấn tú bước ra. Hắn ta chưa hóa hình, là trạng thái bản thể. Lúc này, một giọng nói kích động vang lên, lão ngũ, người xuất quan rồi. Tiếng nói này là Thanh Ngưu bên cạnh Dương Bách Xuyên kêu lên. Chít chít. Chồn nhỏ đại nhân ở trong lòng chủ nhân Dương Bách Xuyên trực tiếp nhảy bật lên, rơi trên đầu tên này. Tiểu ngũ không tệ nha, bế quan 3 năm mà đã đột phá đến tôn vương trung kỳ, được lắm được lắm. Ngay sau đó lại là chủ nhân Dương Bách Xuyên lên tiếng. Chúc mừng thú ngũ hành đại nhân xuất quan, thú ngũ hành đại nhân nói rất đúng, chủ nhân xưng đại thánh vân môn là thích hợp nhất, thuộc hạ vô cùng tán thành. Linh Miêu Vương chuyên nịnh bợ lại cướp trước một bước. Lúc này chúng yêu trong sân đều đã phản ứng lại, yêu thú vừa đề nghị chủ nhân lấy danh hiệu đại thánh vân môn này chính là tòa kỵ thú ngũ hành của chủ nhân. Địa vị nói ra chỉ xếp sau chồn nhỏ đại nhân. Rất nhiều yêu vương chưa từng gặp thú ngũ hành, bởi vì lúc trước sau khi Dương Bách Xuyên kết thúc khiêu chiến, thú ngũ hành nhìn nhóm Thanh Ngưu đều đến núi chiến cổ khiêu chiến các yêu vương, còn tu vi của hắn ta quá thấp, không có thực lực tham gia khiêu chiến, nên hắn ta vô cùng mất mát, hạ quyết tâm phải bế quan tu luyện. Sau đó, Dương Bách Xuyên đặc biệt luyện chế đan dược cho thú ngũ hành để hắn ta đi bế quan, Dương Bách Xuyên ra ngoài 3 năm trở về, thú ngũ hành cũng chưa xuất quan. Không ngờ hôm nay đúng lúc Dương Bách Xuyên chuẩn bị phát động chiến tranh, thú ngũ hành đã xuất quan rồi. Hơn nữa, thú ngũ hành bế quan hơn 3 năm đã đột phá đến tôn vương trung kỳ. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Chúng yêu vương chưa từng gặp thú ngũ hành, nhưng lại từng nghe nói, hôm nay coi như được gặp rồi. Thú ngũ hành đề nghị Dương Bách Xuyên lấy danh hiệu Đại Thánh Vân Môn, cũng là thể hiện rõ địa vị bên cạnh chủ nhân. Bởi vì hôm nay có mấy chục đại tiểu yêu đều có mặt, vừa hay là cơ hội tốt. Hơn nữa hắn ta biết chủ nhân có thế lực vân môn,
là một tay xây dựng ở tiểu thế giới, người thân bạn bè của chủ nhân và đa số chủ mẫu đều ở trong Vân Môn, cho nên Thú Ngũ Hành cảm thấy danh hiệu Đại Thánh Vân Môn này hợp với chủ nhân nhất. Sau một hồi làm quen lẫn nhau, dưới đề nghị của Thú Ngũ Hành, chúng yêu đều hô hào, Đại Thánh Chủ Vân Môn. Dương Mỗ vui vẻ cười ha ha, thản nhiên tiếp nhận danh hiệu này. Chấm. Sau một hồi đề nghị, Dương Bách Xuyên bắt đầu điểm tướng nói, Chuột Vương đâu? Chuột Vương khom người bước ra, có thuộc hạ. Gửi thiệp cho ba đại yêu độc nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Rắn Hai Đầu và tất cả đại tiểu yêu vương, nói với bọn họ, ngày mai bổn thánh chủ muốn triệu kiến các thế lực của dãy núi Vạn Yêu ở núi Chiến Cổ, người đến phát đạt, kẻ không đến chết. Lúc này Dương Mỗ vô cùng khí phách. Cần tuân mệnh lệnh của thánh chủ, Chuột Vương khom người. Sau đó Dương Mỗ vung tay nói, tất cả các ngươi lui xuống chuẩn bị, ngày mai đến núi Chiến Cổ, thống nhất dãy núi Vạn Yêu, bổn thánh chủ định càn khôn. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, các yêu vương đều hô to, cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân, bọn ta bằng lòng san bằng nơi không hợp khuôn phép vì chủ nhân. Bây giờ yêu tụ tập ở sân sau của yêu y quán đều là đại yêu cấp tôn vương, đã có hơn 40 yêu vương lần lượt bị thu phục. Đây chỉ là số lượng đại tiểu yêu vương thần phục sau khi khiêu chiến. Nếu cộng thêm núi Khổng Tước và tộc chuột Ngũ Hành, thì tất cả đại tiểu yêu vương cấp tôn vương từng uống nước sinh mệnh phải hơn trăm. Không tính những đại yêu gần gũi như Tử Hoàng và Chuột Vương, tổng cộng có 105 đại yêu cấp tôn vương. Tất cả đều là đại yêu từng uống nước sinh mệnh. Ngoài ra còn có 20, 30 đại tiểu yêu vương chưa uống nước sinh mệnh sau khi khiêu chiến thần phục. Trong kế hoạch ban đầu của Dương Bách Xuyên là phải thu phục 1/3 số lượng 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương dãy núi Vạn Yêu, nhưng bây giờ đã vượt qua rồi. Mục tiêu hoàn thành gần một nửa. Bây giờ trong 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương vẫn còn lại 6 thành chưa thần phục và thu phục. Có điều nếu cộng thêm Chuột Vương, thì Dương Bách Xuyên đã không còn sợ hãi. Huống hồ còn có thế lực núi Khổng Tước. Cho nên nếu kết hợp lại, bây giờ về cơ bản Dương Bách Xuyên đã nắm giữ gần nửa thế lực dãy núi Vạn Yêu. Tiếp theo chỉ cần đi thu phục lần lượt là được, người thuận theo thì phát đạt, kẻ chống lại thì phải chết. Có lẽ bây giờ Dương Mỗ tụ tập yêu chúng lại với nhau, số lượng không tính là nhiều, nhưng vì sự tồn tại của nước sinh mệnh, nên chắc chắn chất lượng sẽ là đệ nhất dãy núi Vạn Yêu. Hơn nữa vì nguyên nhân này, hắn đã trở thành thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu rồi. Còn thế lực khác tất nhiên không bền chắc như thép. Nhìn 50, 60 đại tiểu yêu trong sân, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng kích động, tính thời gian tiến vào dãy núi Vạn Yêu mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu, trước sau cũng đã được khoảng 5, 6 năm. Thời gian 5, 6 năm đối với tu sĩ chỉ là trong nháy mắt, có thể tụ tập được nhiều yêu chúng như vậy trong thời gian 5, 6 năm cũng khiến hắn có cảm giác thành tựu. Lúc ban đầu, mục tiêu đặt ra ở trong lòng đã bước ra bước đầu tiên. Hôm nay chỉ là một cuộc họp nhỏ, yêu chúng của tộc chuột Ngũ Hành và núi Khổng Tước vẫn chưa đến, nếu không cả sân đều không có chỗ chen. Đương nhiên, Chuột Vương và Khổng Tước Vương vẫn có mặt. Sau khi chúng yêu đồng thanh hô lên, có một yêu vương bước ra nói, chủ nhân, thuộc hạ có một câu không biết nên nói hay không. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, chính là Linh Miêu Vương lần đầu tiên hắn khiêu chiến. Ban đầu, Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương là thua Dương Bách Xuyên nên thần phục, cũng là nhóm yêu vương đầu tiên uống nước sinh mệnh. Vì là nhóm tiểu yêu vương đầu tiên thu phục, nên Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương được coi như yêu quái có địa vị chỉ xếp sau Hùng Bất Nhị và Xuyên Sơn Giáp trong số yêu vương. Bây giờ Linh Miêu Vương cũng đã là tu vi tôn vương trung kỳ. Hắc Ô Nha trầm lắng, Linh Miêu Vương lại là kiểu ý nghĩ sinh động, thời gian ở yêu y quán dài. Cũng đã biết chuyện Dương Bách Xuyên là nhân tộc. Linh Miêu Vương từng đặc biệt nghe ngóng và nghiên cứu về nhân tộc, để lăn lộn bên cạnh chủ nhân Dương Bách Xuyên này tốt hơn. Linh Miêu Vương đã tổng kết ra một bộ bí pháp làm sao lấy lòng nhân tộc, hoặc nói là nịnh bợ. Qua lời của Thanh Ngưu và Đá Đả Tiên, Linh Miêu Vương biết được chủ nhân Dương Bách Xuyên này mưu đồ to lớn, tràn đầy dã tâm, muốn cả dãy núi Vạn Yêu. Hôm nay, sau khi Dương Bách Xuyên nói muốn thu phục thế lực yêu vương của cả dãy núi Vạn Yêu, theo nghiên cứu của Linh Miêu Vương về tính cách nhân tộc, Linh Miêu Vương biết cơ hội nịnh bợ của mình đến rồi, sao hắn ta có thể bỏ qua? Có gì cứ việc nói, bổn chủ nhân nói rồi,
bắt đầu từ ngày mai phải thu phục tất cả thế lực lớn nhỏ của dãy núi Vạn Yêu, nếu như mọi người có cách hay gì, hoặc có thể khuyên hàng không cần đến chiến tranh vậy là tốt nhất. Chỉ cần là người hiến kế đều sẽ được thưởng đan dược. Dương Bách Xuyên cười nhìn Linh Miêu Vương, sau đó lại nhìn xung quanh. Chương 3269 địa vị nói ra chỉ xếp sau Chồn nhỏ đại nhân. Con người của Linh Miêu Vương đảo quanh, cúi đầu cười, sau đó tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền nói, chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy, nếu chủ nhân có lòng thống nhất dãy núi Vạn Yêu hỗn loạn vô số năm, vậy đây là tin mừng của các yêu tộc dãy núi Vạn Yêu. Chủ nhân là kỳ tài ngút trời, văn thành võ đức, từ sau khi đến thành Vạn Yêu mở y quán chữa bệnh cứu yêu vô số, còn giúp bọn ta thăng cấp huyết mạch, quả thật có thể gọi là thánh giả yêu tộc. Cho nên thuộc hạ cảm thấy chủ nhân vốn nên tạo ra một danh hiệu, cũng tiện để có lý do chính đáng để tiến hành thảo phạt. Đến lúc đó, cờ hiệu của chủ nhân dựng lên, những đại tiểu yêu vương kia còn không nhao nhao thần phục ư. Thuộc hạ đề nghị chủ nhân là thánh chủ yêu tộc, thánh chủ xuất thế giải cứu những yêu chúng vô tri kia đi về phía quang minh vô tận, đây chính là ý trời, chủ nhân là thánh của yêu tộc, ngự trị Vạn Yêu, là đại thánh chủ yêu tộc. Ban đầu Dương Mỗ không để ý lời Linh Miêu Vương nói lắm, nghe lời nịnh bợ dở dở ương ương này, còn có lý do chính đáng tiến hành thảo phạt gì đó hắn đã thấy hơi buồn cười, nghĩ thôi cũng biết Linh Miêu Vương từng tốn công sức đối với nhân tộc, cũng không cho là đúng. Nhưng nghe Linh Miêu Vương lại đặt danh hiệu thánh chủ yêu tộc cho hắn, Dương Mỗ bỗng chốc mở cờ trong bụng, cười ha ha nói, Linh Miêu Vương, người rất có tiền đồ. Lúc này, yêu chúng khác có mặt ở đây mới phản ứng lại. Vậy mà bị tên Linh Miêu Vương này cướp công lao dựa vào cơ hội nịnh bợ tốt, điều này khiến trong lòng một số đại yêu vương tức giận bất bình. Nhưng bọn họ đều phản ứng chậm, công đầu đã bị Linh Miêu Vương tranh trước, nghe chủ nhân Dương Bách Xuyên nói Linh Miêu Vương có tiền đồ, yêu chúng khác cũng lần lượt tỉnh ngộ, lúc vừa định tỏ thái độ, trong sân lại vang lên một tiếng nói. Thánh chủ yêu tộc không tốt, không tốt, chủ nhân vốn chính là chủ của chúng ta, nói vậy không đủ vang. Bổn vương thấy hay là làm đại thánh vân môn tốt hơn. Nghe vậy, một số đại yêu vương trong sân trở nên tức giận, vừa nãy xuất hiện một tên cướp công lao, bây giờ lại có một tên nữa, vậy những đại yêu vương như bọn họ còn lăn lộn thế nào? Nháy mắt đại yêu vương trong sân nhìn về phía sau, lại thấy cánh cửa của một phòng bên ở sân sau mở ra, một yêu thú tôn vương trung kỳ lấp lóe ánh sáng ngũ sắc từ đầu tới chân, đầu mọc sừng rồng. Vô cùng tuấn tú bước ra. Hắn ta chưa hóa hình, là trạng thái bản thể. Lúc này, một giọng nói kích động vang lên, lão ngũ, người xuất quan rồi. Tiếng nói này là Thanh Ngưu bên cạnh Dương Bách Xuyên kêu lên. Chít chít. Chồn nhỏ đại nhân ở trong lòng chủ nhân Dương Bách Xuyên trực tiếp nhảy bật lên, rơi trên đầu tên này. Tiểu ngũ không tệ nha, bế quan 3 năm mà đã đột phá đến tôn vương trung kỳ, được lắm được lắm. Ngay sau đó lại là chủ nhân Dương Bách Xuyên lên tiếng. Chúc mừng thú ngũ hành đại nhân xuất quan, thú ngũ hành đại nhân nói rất đúng, chủ nhân xưng đại thánh vân môn là thích hợp nhất, thuộc hạ vô cùng tán thành. Linh Miêu Vương chuyên nịnh bợ lại cướp trước một bước. Lúc này chúng yêu trong sân đều đã phản ứng lại, yêu thú vừa đề nghị chủ nhân lấy danh hiệu đại thánh vân môn này chính là tòa kỵ thú ngũ hành của chủ nhân. Địa vị nói ra chỉ xếp sau Chồn nhỏ đại nhân. Rất nhiều yêu vương chưa từng gặp thú ngũ hành, bởi vì lúc trước sau khi Dương Bách Xuyên kết thúc khiêu chiến, thú ngũ hành nhìn nhóm Thanh Ngưu đều đến núi chiến cổ khiêu chiến các yêu vương, còn tu vi của hắn ta quá thấp, không có thực lực tham gia khiêu chiến, nên hắn ta vô cùng mất mát, hạ quyết tâm phải bế quan tu luyện. Sau đó, Dương Bách Xuyên đặc biệt luyện chế đan dược cho thú ngũ hành để hắn ta đi bế quan, Dương Bách Xuyên ra ngoài 3 năm trở về, thú ngũ hành cũng chưa xuất quan. Không ngờ hôm nay đúng lúc Dương Bách Xuyên chuẩn bị phát động chiến tranh, thú ngũ hành đã xuất quan rồi. Hơn nữa, thú ngũ hành bế quan hơn 3 năm đã đột phá đến tôn vương trung kỳ. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Chúng yêu vương chưa từng gặp thú ngũ hành, nhưng lại từng nghe nói, hôm nay coi như được gặp rồi. Thú ngũ hành đề nghị Dương Bách Xuyên lấy danh hiệu Đại Thánh Vân Môn, cũng là thể hiện rõ địa vị bên cạnh chủ nhân. Bởi vì hôm nay có mấy chục đại tiểu yêu đều có mặt, vừa hay là cơ hội tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.